Tu chân Liêu Thiên Quần, Tống Thư Hàng, Chuyện Cân Vớt. Trường 1401, một đời địch chính xác hành động phương thức. Chữa trị cửu u tà năng bị nhiễm sự tình, hắn chỉ ở thú giới ngụy trang thần y thời gian đã làm. Lần kia sự kiện bên trong, lại để cho hắn kiếm đủ luyện chế, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, đại bộ phận tài liệu. Vì vậy, làm váy giải Mỹ phu nhân hỏi việc này thời gian, Tống Thư Hàng liền đã tập trung vào các nàng thú giới tu luyện giả thân phận chẳng qua hiện tại hắn ở vào tiểu trong suốt trạng thái thú giới cũng là chư thiên vạn giới một trong thú giới người chỉ sợ cũng đều đã đưa hắn quên đi mọi người tuy rằng không nhớ được bá tống bộ dáng chẳng qua thú giới bị đại lượng cửu u tà năng bị nhiễm sự kiện đã là cấp thế giới đại sự thú giới mọi người tự nhiên sẽ không quên tại đây kiện cấp thế giới đại sự kiện bên trong đã từng có một vị huyền thánh tại hắc má bộ lạc làm nghề y chữa khỏi đại lượng bị cửu u tà năng người lây sau đó, lại căn cứ dấu vết để lại, thú giới cư dân đem, huyền thánh, thân phận tập trung tại nghìn năm đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh trên thân. Thì cứ như vậy, bá tống huyền thánh tại thú giới làm nghề y, chữa trị cửu u tà năng bị nhiễm, sự tình, tại thú giới lưu truyền ra tới đây. Bá tống đạo hiếu, chúng ta có thể đổi lại địa phương nói chuyện sao? Váy dài phu nhân truyền âm nhập mật nói. Hiện tại mấy người đang đứng tại, gà rán khách điếm, cửa ra vào, ánh mắt của những người chung quanh đều tụ tập tại trên người mấy người, thật sự không phải nói chuyện địa phương. Tống Thư Hàng khẽ gật đầu, không có vấn đề, các người đi theo ta. Mấy phút sau, Tống Thư Hàng đem vũ nhu tử, váy giải phu nhân, A Lăng, yên thiếu nữ bốn người, dẫn tới sát vách hoa hổ đường số 67. Đây là một nhà thuê sách khách điếm. Bởi vì những năm gần đây bị đọc trên điện thoại trùng kích, thật thể thuê sách khách điếm sinh ý bị rất lớn trùng kích nhà này uy tín lâu năm thuê sách khách điếm, là tống thư hàng từ nhỏ liền ưa thích ngốc địa phương. Chủ tiệm đã ở vào về hưu trạng thái, lại thêm thuê sách khách điếm mặt tiền cửa hàng là chính bản thân hắn nhà. Hắn mở nhà này thuê sách khách điếm đã không quan tâm kiếm nhiều kiếm thiếu, vì vậy một mực có thể kiên trì đến bây giờ. Tiệm sách diện tích không nhỏ, bên trong sách chủng loại cũng rất nhiều. Tống thư hàng mang theo bốn vị phong cách khác nhau mỹ nhân, tiến nhập thuê sách khách điếm, tìm vô cùng dựa vào bên trong nơi hẻo lánh, thuần thục ngồi xổm xuống, tiếp đó theo trên giá sách rút ra một quyển sách. Audio điện tử võ tấn bền. Cọ sách loại chuyện này, cực kỳ có ý tứ. Tống Thư Hàng chỉ cần hướng giá sách vừa một ngồi xổm có thể ngồi xổm buổi sáng. Vũ Nhu Tử học Tống Thư Hàng bộ dạng, tại trên giá sách lật ra bản nàng cảm thấy hứng thú manga, tiếp đó nàng chen đến Tống Thư Hàng sau lưng, dùng Tống Thư Hàng thân hình ngăn che một chút bản thân. Váy dài phu nhân, A lăng, yên thiếu nữ, bá tống huyền thánh não đường về thanh kỳ, bình thường tới đây giảng, tìm một chỗ thật tốt tâm sự lời nói, không phải có lẽ tìm yên tĩnh không ai địa phương, thật tốt nói chuyện với nhau sao. Hiện tại một nhóm người hướng thuê sách khách điếm nơi hẻo lánh một ngồi xổm váy giải thiếu phụ đều không biết phải nói gì mới tốt. Chẳng qua, các nàng là có việc hướng, bá tống huyền thánh thỉnh giáo. Coi như là nhập ra tùy tục đi, váy giải phu nhân cũng quất quyển sách nàng tư thế yêu nhã đem váy giải sách tốt ngồi chờ tống thư hàng bên người a lăng cùng yên thiếu nữ gặp sư tổ đại nhân đều ngồi xổm xuống hai vị thiếu nữ đành phải đồng dạng đều tìm một quyển sách ngồi chờ tống thư hàng bên người vũ nhu tử ngồi xổm phía sau hắn tiếp đó váy giải phu nhân a lăng yên thiếu nữ như chúng tinh cùng nguyệt đưa hắn vây quanh tống thư hàng ừ hiện tại hắn có loại trở thành tổ quốc hồng kỳ cảm giác ngồi xổm tốt về sau váy giải phu nhân đột nhiên một mặt mộng bức kỳ quái ta vì cái gì đột nhiên chạy đến thuê sách khách điếm ngồi sổm nơi hẻo lánh tống thư hàng ừ thiên đạo phòng tối công hiệu rốt cuộc phát tác đối với người bình thường tu sĩ kháng tính so sánh sớm váy giải phu nhân không có quay đầu liền đem hắn quên còn đi theo hắn đến thuê sách khách điếm ngồi sổm tốt mới đưa hắn đem quên đi váy giải phu nhân quay đầu chung quanh cuối cùng thấy được đồng dạng ngồi sổm ở bên cạnh tống thư hàng bá tống nàng thở nhẹ một tiếng trong giọng nói có chút phát phiền ngay sau đó trên mặt lại hiển hiện một mảnh đỏ bừng tống thư hàng vũ nhu tử ngẩng đầu lên hì hì cười một tiếng truyền âm nói nói ngắn gọn ta cùng tống tiền bối trạng thái có chút quỷ dị các ngươi chỉ sợ một lát phía sau liền sẽ quên chúng ta vì vậy không muốn lãng phí thời gian các ngươi tìm tới tống tiền bối là có chuyện hiệp thương trực tiếp tiến nhập chính để đi váy dài thiếu phụ khẽ gật đầu suy tư một lát sau, nàng dùng quần thể truyền âm nhập mật, phương thức, cùng tống thư hàng giao lưu, bá tống đạo hiếu, xin hỏi tại chữa trị, chịu cửu u tà ác bị nhiễm, phương diện, người có cái gì tốt nhất đề nghị sao? Thú giới bây giờ còn là, cửu u tà năng bị nhiễm, một lần nữa tai họa khu, tuy rằng trải qua thú giới đại lão nhắc nhở, thú giới thú tu, yêu tu, nhân tộc đối với cái loại này nhặt được thần binh lợi khí. Pháp bảo mảnh vỡ, tiếp đó trở thành nhân vật chính hình thức đã có phòng bị, nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trường. Hôm nay cửu u phương diện lại phát minh ra rất nhiều bị nhiễm hình thức. Tỷ như thần bí cao nhân lưu lại truyền thừa thu đồ đệ hình thức, viễn cổ bí cảnh hình thức, thần kỳ công pháp bí tịch hình thức, trong lúc song tu độc hình thức, thậm chí liền đan dược thị trường đều xuất hiện nguy cơ. Có đôi khi thú giới tu luyện giả không cẩn thận nuốt vào một mai đan dược, đều bị cửu u tà năng bị nhiễm, tiếp đó bị dụ hoặc rơi xuống vì tà ma quả thực làm cho người ta khó lòng phòng bị. Tại Tống Thư Hàng rời đi, thú giới, về sau, thú giới khắp nơi đại lão, kiếp tiên đại năng liền xuất thủ, bắt đầu nghiên cứu phát minh nhằm vào, cửu u tà năng bị nhiễm, phương pháp, cùng lấy được thật tốt hiệu quả. Đồng thời, thú giới đều tại tuyên truyền cảnh giác, cửu u tà năng thừa dịp yếu ớt mà vào cấm độc tuyên ngôn. Nhưng thú giới bị cửu u tà năng người lây số lược, chẳng những không có giảm bớt, ngược lại đang không ngừng ổn định gia tăng đối với cửu u tà năng nghiên cứu, ta muốn thú giới thủ hộ giả khẳng định so với ta biết rõ đấy càng nhiều. Vì vậy, ngoại trừ theo nguồn cội cắt đứt cửu u thế giới, đối với thú giới đưa lên, cửu u tà năng hạt giống, đề nghị bên ngoài, ta cũng không có gì hay đề nghị. Tống Thư Hàng trả lời. Váy dài phu nhân thở dài. Thú giới tất cả thủ hộ giả cũng ở đây tìm kiếm cửu u thế giới đưa lên, cửu u tà năng hạt giống, phương pháp, cùng phong ấn không ít cửu u đến hiện thế thông đạo, nhưng hiệu quả không lớn. Cái kia bá tống đạo hiếu, người đối với cửu u tà năng bị nhiễm, có được rất nhanh trị liệu pháp, có thể hay không thoáng cho chúng ta nhắc nhở một chút, nếu như mới có thể hữu hiệu nhất chữa trị cửu u tà năng bị nhiễm. Chúng ta thú giới tuyệt đối sẽ trả giá đầy đủ thành ý. Váy giải thiếu nữ truyền âm nói. Theo thú giới về sau công tác thống kê, lúc ấy, hắc mã phân bộ, bên trong, bá tống huyền thánh xuất thủ trị liệu người bệnh thời gian, là thành nhóm thành nhóm chữa trị nếu như có thể có được bá tống huyền thánh loại trình độ này chữa trị tốc độ mới có thể làm dịu thú giới cửu u tà năng trúng độc tai nạn đó là của ta một loại thiên phú năng lực hơn nữa cần cùng ta công đức ánh sáng phối hợp tống thư hàng nói liên quan tới hạch tâm thế giới tồn tại là lá bài tẩy của hắn hắn đương nhiên sẽ không khắp nơi tuyên truyền váy dài phu nhân nghe được là thiên phú năng lực về sau ngầm thở dài cái này thật sự là bết bát nhất trả lời Thiên phú năng lực loại vật này bẩm sinh, căn bản không học được a. À. Chờ chút, thư hàng, người nói cho nàng biết, người ở nghiên cứu một loại bên trong cùng cửu u tà năng nước thuốc, chỉ cần đại lượng phun, có thể đối với cửu u tà năng bị nhiễm người bệnh cho đến hiệu quả. Lúc này, bạch tiền bối thanh âm đột nhiên tại tống thư hàng trong đầu vang lên. Bạch tiền bối nguyên bản đang nghiên cứu, duy nhất một lần phi kiếm phá phòng tối bản chẳng qua tống thư hàng cùng người giao lưu thời gian mấy lần nhấp lên, cửu u tả năng cái từ này. Cái này mấu chốt từ đem bạch tiền bối cho bắn ra ngoài. Ồ, bạch tiền bối người ở nghiên cứu phương diện này nước thuốc. Tống thư hàng hiếu kỳ nói. Bạch tiền bối, hi 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 hi, chỉ cần là có thể cho béo cầu kế hoạch chế tạo chuyện phiền phức, ta đều ưa thích. Ta quay đầu lại liền ngay lập tức đi nghiên cứu loại này nước thuốc, từng phút đồng hồ có thể nghiên cứu ra tới đây. Đến lúc đó, người qua tay đem nước thuốc bán cho thú giới, chúng ta lại có thể kiếm một bút. Quả cầu kim loại lỏng tại thú giới hiển nhiên có kế hoạch lớn, thân là cuộc đời của nó địch, vĩnh viễn đối thủ, đã đã biết béo cầu kế hoạch, bạch tiền bối không có không đi phá hư đạo lý. Trái lại cũng thế, nếu như bạch tiền bối có kế hoạch bị béo cầu biết được, béo cầu cũng nhất định sẽ nghĩ phương xếp đặt thiết kế tới đây phá hư. Thu được, Tống Thư Hàng nói. Váy dài phu nhân lúc này chính đang suy tư, có thể hay không đem bá Tống Huyền Thánh lại mời được thú giới đi, đóng quân một đoạn thời gian. Lúc này, Tống thư hàng đột nhiên nói, kỳ thật, ta gần nhất đang nghiên cứu một loại nước thuốc, loại thuốc này dịch thể có thể bên trong cùng cửu u tà năng bị nhiễm. Phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, phun là được. Chỉ cần sắp bị cửu u tà năng bị nhiễm người bệnh tập trung lại, tiếp đó đem nước thuốc từ trên cao phun xuống dưới, có thể có chữa trị liền cùng cho hoa màu đánh nông dược váy dài phu nhân lập tức nhãn tình sáng lên bá tống đạo hữu người nghiên cứu thành công còn không có chẳng qua khoảng cách thành công đầu kém một ít tống thư hàng lắc đầu nếu như bá tống đạo hữu người nghiên cứu thành công có thể hay không đem nước thuốc chế tác phương pháp bán cho chúng ta giá cả khẳng định lại để cho bá tống đạo hữu thỏa mãn váy dài nữ nhân nói đến lúc đó rút cuộc là bán thuốc dịch thể còn là bán thuốc dịch thể chế tác phương pháp Chúng ta lại hiệp thương." Tống thư hàng cười nói. Váy dài nữ tử nhẹ gật đầu. "Nếu như có thể mà nói, nàng nghĩ hết mức độ theo bá tống nơi đây đạt được chế tác nước thuốc biện pháp. Bởi vì thú giới người lây rất nhiều, nếu như chỉ dựa vào bá tống một người cung cấp nước thuốc lời nói, chỉ sợ rất khó cung ứng toàn bộ thú giới cần thiết. Chúc bá tống đạo hữu sớm ngày đem nước thuốc nghiên cứu ra tới đây." Váy dài cô gái nói, rút lời nàng lấy ra một khối kim loại mâm tròn đưa cho tống thư hàng sử dụng cái này mâm tròn có thể vượt giới liên lạc với ta mời bá tống đạo hữu nhận lấy tống thư hàng nhẹ gật đầu nhận lấy mâm tròn váy dài nữ tử nhẹ nhàng thở ra đồng thời đem trong tay sách vở thả trở về giá sách tiếp đó nàng quay người lại ồ ta tại sao lại ở chỗ này nàng nghi hoặc xoay đầu lại nhìn về phía tống thư hàng bá tống đạo hữu trên mặt nàng lại hiện lên một mảnh ngượng ngùng chi ý tống thư hàng Vũ Nhu Tử ngẩng đầu lên, vị tỷ tỷ này, chúng ta đã giao lưu hoàn tất. Người đã đem bản thân phương thức liên lạc giao cho tống tiền bối, đến thời gian tống tiền bối nghiên cứu ra nước thuốc liền sẽ thông báo cho ngươi. Váy dài nữ tử thấy tống thư hàng trong tay kim loại mâm tròn, suy tư một lát, nhẹ gật đầu, vậy làm phiền bá tống đạo hiếu. Đúng rồi, bá tống đạo hiếu, người có phải hay không cũng muốn tham gia thực tiên yến. Nàng lại lên tiếng hỏi chương 1402, tống tiền bối, nghìn năm không gặp, người còn được không? Lấy bá tống thánh quân, nghìn năm đệ nhất thánh, đại danh, lần này thực tiên yến nhất định không thể thiếu hắn, dù sao hắn thế nhưng là năm nay chư thiên vạn giới vô cùng phong vân nhân vật một trong. Tống thư hàng khẽ gật đầu, đúng vậy, đạo hữu người cũng là muốn tham gia thực tiên yến mà đến. Váy giải phu nhân trả lời, chúng ta ngàn dặm xa xôi theo thú giới mà đến, đúng là vì tham gia thực tiên yến, thuận tiện mang hai cái hậu bối kiến thức xuống ngoại giới, mở mang tầm mắt. Thì ra là thế, khó trách váy giải phu nhân cùng hai vị thiếu nữ đều nắm giữ lấy trung văn năng lực. Có phải là vì tham gia thực tiên yến, trước giờ học tập? Đối với tu luyện giả mà nói, nắm giữ một môn tân ngữ ngôn ngữ cùng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, viễn cổ ngôn ngữ cái loại này ẩn chứa đặc thù lực lượng lời nói ngoại trừ. Lần này thực tiên yến bên trên, có rất nhiều chư thiên vạn giới đạo hiếu đều là hướng về phía bá tống đạo hữu người tới đây này. Vái giải phu nhân mỉm cười nói. Tống thư hàng khóe miệng co giật, không phải tìm ta báo thủ đi. Ha ha ha, vái giải phu nhân che miệng cười khẽ ta cũng rất chờ mong thực tiên yến mở tiệc lúc, đến lúc đó nếu có cơ hội, bá tống đạo hữu chúng ta cũng luận bàn một chút. Tống thư hàng gãi gãi đầu, tiếp đó nghiêm túc nói, thật đáng tiếc, chỉ sợ người ta hai bên không có cơ hội luận bàn. Vái giải phu nhân một mặt nghi hoặc, Tống Thư Hàng nói, ta nghe nói, thực tiên yến sẽ theo cảnh giới, cùng tuổi, tổ chức khác biệt so tài phương thức. Đúng vậy, váy dài phu nhân mỉm cười nói, đến lúc đó, chúng ta. Vì vậy, đến lúc đó ta có lẽ sẽ tham gia, 20 tuổi phía dưới tuổi tổ, so tài. Tống Thư Hàng nói, ha ha, váy dài phu nhân sững sờ, sau đó, nàng dùng một loại quan tâm ánh mắt nhìn qua Tống Thư Hàng. Đừng như vậy xem ta, kỳ thật ta năm nay mới 18 tuổi. Tống Thư Hàng thành khẩn nói. Thốt ra lời này cửa ra, năm sao hồng kỳ tổ hợp chung quanh bầu không khí lập tức biến cứng ngắc. A à Lăng, bá Tống tiền bối, người không phải là muốn đến 20 tuổi phía dưới tuổi tổ ăn hiếp chúng ta đi. Yên thiếu nữ, bá Tống tiền bối 18 tuổi, không thể nào, không tồn tại. Tống Thư Hàng, vũ nhu tử nhịn không được cười ra tiếng. Đến lúc đó, chúng ta thực tiên yến gặp đi. Váy dài phu nhân đối với Tống Thư Hàng phất phất tay, Tiếp đó mang theo hai vị thiếu nữ rời đi thuê sách khách điếm. Bá Tống đạo hữu 18 tuổi. Không tồn tại. Váy dài phu nhân cùng hai vị thiếu nữ rời đi, lưu lại Tống thư hàng cùng Vũ Nhu tử ngốc ở thuê sách trong tiệm, Bạch Long tỷ tỷ lơ lư lửng tại chỗ cao, đồng dạng cầm bản manga, tại từng tờ một đảo. Ồ, là cái này bản manga a. Lúc này, Vũ Nhu tử đột nhiên nhảy ra khỏi một quyển phong cách vẽ rất thoải mái manga sách. Tống thư hàng nhìn nhìn đây là một quyển ngôn tình loại hình thiếu nữ khắp nơi, thông thường hắn rất ít nhìn này chủng loại loại hình sách. Chẳng qua cái này bản phong cách vẽ đặc biệt thoải mái, trong tấm hình không có nhiều như vậy hoa tươi các loại đồ vật chiếm hết hình ảnh. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu hỏi, cái này bản manga có chỗ đặc thù gì sao? Manga ngược lại rất bình thường, chẳng qua manga tác giả là tiên kiếm các trưởng giáo, thái nhất chân nhân, tu chân giới có rất ít người biết việc này, ta a cha là thái nhất chân nhân hảo hữu mới biết được bí mật này. Vũ Nhu Tử truyền âm nhập mật nói. Tống Thư Hàng, Thái Nhất chân Nhân, là vị tiên tử sao? Hắn đối với tu chân giới các đại thế lực hiểu rõ chưa đủ, đại bộ phận tu luyện tri thức đều nguồn gốc ở Cửu Châu Nhất Hào Quần, nói chuyện phiếm nội dung bên trong. Không, là vị đạo trưởng, Vũ Nhu Tử cười nói. Tống Thư Hàng trong đầu lập tức hiển hiện một vị uy nghiêm trưởng giáo đạo trưởng, núp ở bản thân phòng tối trong vẽ sâu manga cảnh. Ừ, Chẳng biết lúc nào lên, hắn vậy mà cảm giác loại này phong cách vẽ cũng rất bình thường. Tu chân giới đại lão, lúc nào cũng sẽ có các loại kỳ quái sở thích ga Tống Thư Hàng cảm thán nói. Chẳng qua, vị này thái nhất chân nhân sở thích, cũng không phải vẽ manga. Vũ Nhu Tử hì hì cười nói, hắn sở dĩ vẽ manga, tất cả đều là vì truy cầu mộ tuyết tiên tử. Mộ tuyết tiên tử sở thích các loại ngôn tình thiếu nữ khắp nơi, cái này tại tu chân giới không phải bí mật nàng truy cầu đều số lượng rất nhiều. Tại rất nhiều người theo đuổi bên trong, thái nhất chân nhân, cực kỳ có tâm cơ. Tại đừng người theo đuổi vì lấy, một tuyết tiên tử, đồ tốt, không ngừng đưa lên mới nhất san manga, soát ấn tượng tốt lúc, thái nhất chân nhân thì tại cẩn thận nghiên cứu một tuyết tiên tử yêu thích, mở cái com lê, dựa theo nàng thích nhất kịch bản cùng tinh xảo vẽ phụ, vẽ lên một quyển ngôn tình thiếu nữ khắp nơi. Cái này bản ngôn tình manga vừa ra thế gian, liền đưa tới mộ tuyết tiên tử yêu thích cùng truy cầu. Tiếp đó, tại đây bản ngôn tình manga nam nữ nhân vật chính tình cảm trò ở vào đặc sắc nhất lúc, thái nhất chân nhân không viết nữa rồi. Tác giả ra ngoài Đông Hải lấy tài liệu, xuống kỳ ngưng phát hành. Tiếp đó cái này một nghỉ, liền là hơn nửa năm. Mộ tuyết tiên tử rốt cuộc chờ không thể, vậy là, nàng tự mình đuổi tới Đông Hải, ý đồ tìm kiếm cái này quyển sách manga tác giả tại nàng xem tới đây, manga tác giả có lẽ chỉ là người bình thường. Bắt lấy manga tác giả về sau, nàng nhất định phải làm cho đối phương vẽ thống khoái. Thần con mẹ nó ra ngoài lấy tài liệu, một lấy liền là nửa năm. Tiếp đó, tại một mảnh dài hẹp manh mối kéo xuống, nàng thành công đã tìm được manga tác giả Thái Nhất chân Nhân. Lại nói tiếp, tại một loạt thúc dục bản thảo, ngược thúc dục bản thảo. Nước càng ra ngoài lấy tài liệu, đuổi giết thúc dục bản thảo ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại xuống, tiên tử cùng thái nhất chân nhân ở giữa tình cảm thầm sinh. Hai năm sau, mộ tuyết tiên tử đã thành tiên kiếm các trưởng giáo phu nhân. Đơn giản không cần quá tâm cơ. Đáng sợ, Tống Thư Hàng nói. Nhưng rất hữu hiệu, chỉ cần giữa hai người có tiếng nói chung, có thể bồi dưỡng tình cảm. Đến lúc đó, chỉ cần có tâm đi duy trì, thì có rất lớn tỷ lệ trở thành đạo lữ. Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Dựa theo lệ cũ, cọ sát nửa ngày sách về sau, tống thư hàng tiện tay thuê hai quyển mang theo vũ nhu tử rời đi thuê sách khách điếm tống tiền bối kế tiếp chúng ta đi đâu vũ nhu tử hỏi tống thư hàng gãi gãi đầu nếu không còn là lặng lẽ lẻn về nhà ta đi ta đã đem tọa độ cấp phát tinh hào kiếm thánh đến lúc đó hắn sẽ đã chạy tới cùng chúng ta tụ hợp cùng một chỗ tham gia thực tiên yến lẻn về nhà không thể trực tiếp về nhà sao vũ nhu tử nghi hoặc Tống Thư Hàng đau gan thở dài, ba mẹ ta đem ta quên mất. Hiện tại ta có nhà cũng vào không được, hiện tại bọn hắn đang bề bộn lấy cho ta sinh muội muội. Vũ Nhu Tử Cảnh ban đêm dần dần sâu. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử lặng lẽ lẻn vào chính hắn nhà, gian phòng của mình. Tống Ba Ba cùng Tống Mụ Mụ tuy rằng đưa hắn quên mất, thế nhưng Tống Thư Hàng gian phòng lại bị bảo đảm giữ lại. Có lẽ là xuất phát từ một loại bản năng đi. Tô Thị A thập lục bị chuyển di đi ra, thu xếp tại tống thư hàng trên giường, Bạch Long tỉ tỷ lẳng lặng thủ hộ lấy nàng. Quy tiền bối cũng theo trong hạch tâm thế giới leo ra, nằm ở tống thư hàng trong phòng. Thông nương ngộ đạo thạch kẻ tại hắn mai rùa bên trên, nàng đang tại cho quy tiền bối giảng cười đều. Quy tiền bối cười vô cùng vui vẻ từ khi lần trước thông nương chủ động vì quy tiền bối thoa mặt nạ về sau, cả hai liền biến thành bạn tốt. Tiểu thải cùng sở sở cũng còn tại trạng thái tu luyện, vô hình kiếm cổ trông coi đao kiếm phong, không chịu đi ra. Vô hình đao cổ lúc này bảo trì ẩn hình trạng thái, lơ lửng ở tống thư hàng bên người. Cái kia biến dị chuột túi, chiến đấu thú, thân mật tựa ở tống thư hàng bên chân, dùng hắn cái kia vừa thô vừa to cái đuôi dùng sức quất tống thư hàng đầu gối. Đây là hắn hướng mọi người bày ra chính mình thân mật phương thức. Được cái tống thư hàng người mang nhiều loại thối thể pháp, loại trình độ này vung đuôi quất đối với hắn mà nói không đau không ngứa, công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử chính mắt to chừng mắt nhỏ, không biết hai vị tiên tử đang suy nghĩ gì. Tống Thư Hàng đột nhiên phát hiện, trên người mình bổ sung nhân số mức độ thật không ít. Vì phòng ngừa đoàn người nhao nhao đến Tống Ba Ba cùng Tống Ngụ Ngụ, Vũ Nhu Tử trong phòng bày ra cách âm trận Pháp. Tiếp đó, nàng cùng Tống Thư Hàng song song ngồi ở bên cửa sổ bên trên, nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh đêm. Tống Tiền Bối, một tuyết tiên tử thích xem thiếu nữ khắp nơi. Vì vậy, Thái Nhất chân Nhân dựa vào vẽ thiếu nữ khắp nơi thủ đoạn, thành công để nàng trở thành đạo lữ. Cái kia tống tiền bối, người cảm thấy nếu như là ta mà nói, muốn dùng thủ đoạn gì tương đối hữu hiệu. Vũ Nhu Tử hai tay chống cầm, ánh mắt nhìn qua nơi xa cảnh ban đêm, đột nhiên lên tiếng hỏi. Lập tức, trong phòng thật nhiều ánh mắt tập trung đến tống thư hàng trên thân. Ta cảm giác lấy Vũ Nhu Tử tính cách của ngươi, đi kiến tạo rất nhiều kích thích bí cảnh, thú vị mạo hiểm chi địa, Tiếp đó mang theo Vũ Nhu tử ngươi đi qua cửa, có thể so với so sánh hữu hiệu. Tống thư Hàng suy tư một lát sau, đáp, "Vũ Nhu tử nhõng nhẽo cười, "Tống tiền bối, ngươi còn là rất hiểu ta sao ha ha ha." Nàng nụ cười này, Tống thư Hàng trong lòng cảm giác được quái dị. Theo hắn tiếp xúc Vũ Nhu tử đến bây giờ, chưa từng gặp qua nàng giống như vậy nữ vương kiểu nhõng nhẽo cười. Tống thư Hàng nhìn thẳng Vũ Nhu tử, nhìn về phía ánh mắt của nàng, Tống Thư Hàng hoài nghi Vũ Nhu Tử có phải hay không bị, thiên đế, lưu lại cửa sau, lại bị phụ thể. Nhớ kỹ thiên đế nhập vào thân thời gian, Vũ Nhu Tử hai mắt sẽ biến thành đen kịt không có lòng trắng. Vũ Nhu Tử con mắt không có biến hóa, nàng khí tức trên thân cũng không có cải biến, như cũ là Vũ Nhu Tử khí tức, cảnh giới vẫn là là tứ phẩm. Phát giác được Tống Thư Hàng đang ngó chừng nàng xem thời gian, Vũ Nhu Tử đưa tay che lại miệng nhỏ của mình. Một lát sau, Nàng con mắt cụp xuống, bị người phát hiện nha, tống tiền bối. Năm thảo, thật lại bị thiên đế nhập vào thân. Quy tiền bối, xích tiêu kiếm tiền bối, tống thư hàng nói. Hiện tại, xích tiêu kiếm, cửu chuyển phượng hoàng đao, quy tiền bối đều ở bên cạnh hắn, hạch tâm thế giới cũng không có bị hạn chế. Ban đầu chỉ muốn lặng lẽ gặp tống tiền bối một lần, cùng ngươi cùng một chỗ ngây ngốc một lát, sau đó lại lặng lẽ rời đi chẳng qua không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị tống tiền bối người phát giác khác thường. Là ta cuối cùng tiếng cười lộ ra kẽ hở sao, vũ nhu tử không chút kinh hoàng nói khẽ. Tống thư hàng, thiên đế, đã lâu không gặp, nói đúng ra, là nghìn năm không thấy, tống tiền bối, không nghĩ tới còn có thể gặp lại ngươi, thật rất vui vẻ. Vũ nhu tử hai tay vắt chéo đặt ở trên đùi, tư thế ngồi yêu nhã, đối với tống thư hàng mỉm cười. Bình tĩnh, yêu nhã, còn có một loại thượng vị giả khí thế. Nghìn năm không gặp là có ý gì? Tống Thư Hàng suy nghĩ một chút về sau, nói chúng ta tại nghìn năm lúc trước đã gặp mặt. Người có phải hay không đem ta ngộ nhận là là tống đầu gỗ rồi hả? Thật xin lỗi, ta cũng không phải hắn. Hắn không phải bất kỳ đại năng chuyển thế hoặc phục sinh chuẩn bị ở sau. Điểm này, vô luận là ban văn long thiên đạo còn là bạch tiền bối đều xác nhận qua, chương 1403, tống tiền bối, lại để cho thế giới biến càng thú vị đi. Ngàn năm trước, tống gia lão tổ tông khả năng cũng còn không họ tống đây. Tống tiền bối liền là tống tiền bối, ta không có nhận sai. Gió đêm theo cửa sổ thổi qua, thổi bay thiếu nữ tóc dài, mang đến nhàn nhạt, nhạt mùi thơm. Thiếu nữ nhẹ nhàng đưa tay, mơn trớn bên tai sợi tóc, nhất cử nhất động ở giữa, có không nói ra được yêu nhã vẻ đẹp. Không phải thiên đế, tống thư hàng thấp giọng nói lúc trước nhập vào thân vũ nhu tử thiên đế cho cảm giác của hắn cùng trước mắt vũ nhu tử hoàn toàn bất đồng thế nhưng trước mắt vũ nhu tử khẳng định cũng không phải là vũ nhu tử bản thân phong cách vẽ cũng không đúng vũ nhu tử cười nói tống tiền bối yên tâm đi ta đương nhiên không phải thiên đế chẳng qua lần này có thể gặp lại tống tiền bối cùng thời gian chi đạo cũng có một chút quan hệ nàng khẽ đứng dậy đột nhiên tới gần tống thư hàng đồng thời nàng đưa tay phải ra chậm rãi dò xét hướng tống thư hàng khuôn mặt gò má tống thư hàng vô thức hướng về phía sau hướng lên muốn tránh đi tay nhỏ bé của nàng nhưng vũ nhu tử tay phải rồi lại như bóng với hình nhẹ nhàng dán tại trên mặt của hắn lạnh buốt bàn tay nhỏ bé không có một tia nhân loại có lẽ có độ ấm vũ nhu tử bây giờ thân thể giống như ở vào đóng băng bên trong bất chi bất giác đã nghìn năm chẳng qua tống tiền bối quả nhiên vẫn là cùng trong ký ức của ta. Hơn một nghìn năm thời gian trôi qua, trí nhớ của ta còn là như vậy bổng. Vũ Nhu tử lộ ra nụ cười hài lòng, nàng cười một tiếng thời gian, hai mắt híp thành hình trang lưỡi liềm. Thời gian chi đạo, thời gian nghìn năm, tống thư hàng trước tiên nghĩ tới bản thân, nhập mộng thiên phú. Hắn nhập mộng thiên phú có cùng loại công năng, bỏ qua thời gian cùng không gian, cưỡng ép cắm vào người khác trong đời. Chẳng qua, Vũ Nhu Tử loại trạng thái này lại khác biệt. Tương lai, Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, thấp giọng hỏi. Nếu không phải tiên đế nhập vào thân, tăng thêm, thời gian chi đạo, cùng, nghìn năm, nhân tố, chẳng lẽ trước mắt là tương lai Vũ Nhu Tử, ngắn ngủi phụ thân vào, hiện tại, Vũ Nhu Tử trên thân. Nghìn năm sau đó Vũ Nhu Tử, thậm chí có thể là càng lâu phía sau Vũ Nhu Tử. Thời gian của ta không nhiều lắm, lần này có thể thuận lợi gặp gỡ Tống Tiền Bối, cùng cùng ngươi cùng một chỗ vượt qua thời gian lâu như vậy, thật rất vui vẻ. Vũ Nhu Tử ôn nhu nói. Nàng không có trực tiếp trả lời Tống Thư Hàng vấn đề. Có lẽ là không tiện trả lời, chẳng qua theo thần thái của nàng đến xem, Tống Thư Hàng có lẽ đã đoán đúng. Tương lai Vũ Nhu Tử, tính cách chuyển hóa lớn như vậy. Nếu như đây quả thật là tương lai Vũ Nhu Tử, là cái gì nhân tố lại để cho nhanh nhẹn nàng, biến thành loại này yêu nhã tính cách. Vũ Nhu Tử bàn tay nhỏ bé theo tống thư hàng trên mặt rời, sau đó nàng lại nhìn hướng trong phòng mọi người. Quy tiền bối, thông nương, công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, vô hình đao cổ, chiến đấu chuột túi, tô thị A thập lục cùng bạch long tỷ tỷ, còn có đồng dạng đang ngủ trạng thái lý âm trúc. Đây là nàng cách hơn nghìn năm thời gian, đem người vật cùng trí nhớ từng cái đối ứng. Nàng lại vài bước đi vào tống thư hàng bên giường, nhìn qua nhìn lên ngủ bên trong A thập lục cùng lý âm trúc ha ha a thập lục thời điểm này dài thật nhỏ đầu vũ nhu tử hì hì cười nói tiếp đó nàng duỗi ra ngón tay chọc chọc tô thị a thập lục trên đầu long giác a à, trong hôn mê tô thị a thập lục mơ mơ màng màng kêu một tiếng lật người đi thật nhỏ đầu cái kia tương lai tô thị a thập lục còn sẽ lớn lên a thập lục thật còn có thể trổ mã tống thư hàng trong lòng có điểm hoài nghi tống tiền bối vũ nhu tử xoay người lại hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra dí dỏm khuôn mặt tươi cười kế tiếp tương lai. Người cũng nhất định phải thật tốt sống sót nha. Tống Thư Hàng nghe vậy, lập tức trong lòng một nhét. Vũ Nhu Tử những lời này, giống như hắn tương lai sẽ đang sống rất gian khổ. Tương lai ta đây, lại chết mấy lần? Tống Thư Hàng hỏi. Hắn cũng không hỏi bản thân chết chưa, trực tiếp liền hỏi mình rốt cuộc chết mấy lần. Ngắn ngủn 4 tháng, Tống thư hàng giác ngộ cũng đã thăng hoa đến như vậy nặng nề tình trạng. Đây là buôn bán cơ mật, thứ cho không truyền ra ngoài. Vũ nhu tử nghiêm túc nói. Ha ha ha. Nghe được vũ nhu tử sau khi trả lời, tống thư hàng ngược lại nhẹ nhõm cười ra tiếng. Ừ, coi như là yêu nhã vũ nhu tử, nhanh nhẹn bản tính vẫn không thay đổi. đã đến giờ như vậy, chúng ta đến lúc đó gặp lại. vũ nhu tử duỗi ra một ngón tay, lắc một ngàn năm a cái cuối cùng vấn đề tống thư Hàng vội vàng nói vì cái gì chúng ta một ngàn năm cũng không có hẹn gặp lại vấn đề này hắn rất để trong lòng a à. vì cái gì trọn vẹn một ngàn năm đều không có lại gặp nhau là vũ nhu tử xảy ra vấn đề hay là hắn xảy ra vấn đề còn là tương lai thế giới xảy ra vấn đề ừ bởi vì tống tiền bối người bế quan đi một bế liền là hơn nghìn năm ta muốn qua cao cấp tu sĩ quan hệ nhân mạch càng ngày càng băng lãnh cùng động một tí bế quan hàng trăm hàng ngàn năm có rất lớn quan hệ. Nghìn năm, hầu như chẳng khác gì là phổ thông linh hoàng cường giả một đời đây. Vũ Nhu Tử mơn trớn bên tai tóc dài, trả lời. Tống Thư Hàng Vũ Nhu Tử nói xong, về tới bên cửa sổ vị trí, nàng yêu nhã đem váy kéo tốt, bày xong hai tay chống cầm động tác, tống tiền bối, vì để cho thế giới biến càng thú vị, mời chế tác càng nhiều thú vị bí cảnh cùng kích thích cấm địa đi. Tống Thư Hàng không đợi Tống thư hàng trả lời, Vũ Nhu tử thân thể độ ấm dần dần khôi phục, lại không giống như lúc trước cái loại này đóng băng. Bình thường Vũ Nhu tử đã trở về. Tống thư hàng con mắt cụp xuống, hắn vươn tay ra, nhìn qua bàn tay của mình, bế quan nghìn năm. Đây là chuyện rất bình thường, bát phẩm huyền thánh cùng cửu phẩm kiếp tiên, thường xuyên một lần bế quan dài đến nghìn năm. Trường sinh giả càng lớn, có chút dài kẻ sống một lần bế quan liền là muôn đời năm tháng. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên. "Đúng không?" Tống Thư Hàng nói. "Tương lai ta đây cũng có thể làm được bế quan nghìn năm, như vậy có bước cách sự tình. Luôn cảm giác không thích hợp." "Đúng rồi, nói trở lại, ta theo tu luyện tới hiện tại đều không có nhận thức nghiêm túc thật bế qua một lần quan a." Tống Thư Hàng lẩm bẩm nói. "Vì vậy, hắn mới cảm giác mình bế quan nghìn năm nghe là lạ." "Bát tu thông nương, ha ha. Năm tháng không đến." cũng đã ngũ phẩm nam nhân, sẽ bế quan nghìn năm. Không tồn tại. Nếu như Tống Thư Hàng tiếp tục theo cái này tiết tấu tấn cấp xuống dưới, bình quân một tháng thăng một cấp lời nói, sang năm tháng riêng hắn đều tấn chức cửu phẩm kiếp tiên. Sang năm tháng hai nói không chừng đều trở thành trường sinh giả, sang năm tháng 3 được đánh thiên đạo đi. Thông nương đã triệt để tuyệt vọng. Từng đã là nàng, có một cái dã tâm. Nàng muốn cố gắng tu luyện, biến so với tống thư hàng còn mạnh hơn, tiếp đó ngược sủng làm chủ. Đã từng có một đoạn thời gian, cảnh giới của nàng cùng Tống Thư Hàng chỉ kém mấy cái tiểu cảnh giới, nàng cảm giác mình cần cù một chút, nói không chừng có thể đuổi theo Tống Thư Hàng. Nhân sinh ba đại ảo giác, ta nhất định có thể giết lại a. À. Nhưng hiện tại, dù là đã nhận được Cửu Tu Phượng Hoàng đao nàng cũng không cho là mình có thể đuổi theo Tống Thư Hàng. Càng trọng yếu chính là, Cửu Tu Phượng Hoàng đao đối với Tống Thư Hàng thời gian, so với nàng còn muốn thân mật nàng nhất định là cái giả dối bát tu phụt oanh. bên cửa sổ bên trên vũ nhu tử đột nhiên một đầu đụng vào trên mặt bàn nàng mãnh liệt ngẩng đầu mở to mắt tống tiền bối vũ nhu tử kêu lên tống thư hàng ở đây mọi người đều tại không tốt rồi tống tiền bối ta linh quỷ khế ước bể thành bốn mảnh vũ nhu tử vội la lên tống thư hàng nguyên lai like theo lúc này điểm vũ nhu tử đã bị tương lai chiếm cứ sao nếu như không phải cái kia nữ vương kiểu nhõng nhẽo cười, Tống Thư Hàng một chút cũng không phát hiện ra được. Cẩn thận hồi tưởng lời nói, cuối cùng cái kia, nữ vương kiểu nhõng nhẽo cười có phải hay không là tương lai vũ nhu tử cố ý cho mình nhắc nhở. Mà thức tỉnh vũ nhu tử, giống như hoàn toàn mất đi chính giữa đoạn này trí nhớ. Đừng nóng vội, Tống Thư Hàng vỗ nhẹ nhẹ vũ nhu tử, ta linh quỷ khế ước cũng không trọn vẹn, ta không như cũng đang sống thật tốt nha. Vậy chúng ta linh quỷ còn có cứu sao? Vũ Nhu Tử mong đợi nhìn qua Tống Thư Hàng. Chỉ cần linh quỷ khế ước còn đang ở, liền đại biểu cho chúng ta, linh quỷ còn không có biến mất. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem chúng nó tìm trở về. Tống Thư Hàng lên tiếng an ủi. Linh quỷ nếu như chết mất lời nói, cái kia linh quỷ khế ước liền sẽ triệt để tiêu tán. Tống Thư Hàng không chọn vẹn linh quỷ khế ước cùng Vũ Nhu Tử bốn nứt ra linh quỷ khế ước đều đại biểu cho hai người linh quỷ còn sống trên lý luận tới đây giảng hai người hoàn toàn chính xác có tìm về linh quỷ cơ hội tống tiền bối vũ nhu tử dùng sức cầm chặt tay của tống thư hàng chúng ta cùng một chỗ cố lên lần này tay nhỏ bé của nàng ấm áp tống thư hàng nhẹ gật đầu ừ cùng chung cố lên làm cho người ta lòng chua sót tìm về linh quỷ liên minh thành lập x vào đêm nhỏ nhắn xinh xắn tô thị a thập lục Lý Âm chúc cùng Vũ Nhu Tử ba người ngủ ở trên mặt giường lớn. Tống Thư Hàng ngả ra đất nghỉ. Công đức xà mỹ nhân cùng tạo hóa tiên tử trở về Tống Thư Hàng trong cơ thể. Quy tiền bối co lại thành một đoàn, thông nương kẻ tại hắn mai rùa bên trên ngồi xuống minh tưởng. Sinh động chuột túi bị Tống Thư Hàng chứa trở về hạch tâm thế giới. Vô hình đao cổ lẳng lặng lơ lửng ở không trung. Sáng sớm hôm sau, ánh sáng mặt trời bay lên. Tô Thị A thập lục như trước hôn mê bất tỉnh, Vũ Nhu tử tướng ngủ không tốt lắm, nửa người cùng bắp chân dài đặt ở A thập lục trên thân. Quy tiền bối cùng thông nương bảo trì bất động. Vô hình đao cổ còn ở giữa không trung bay. Tống Thư Hàng mở to mắt, phát hiện rút lại bản lý âm trúc nằm ở trong lòng ngực của hắn. Mùng 6 tháng 10 năm 2019, 7 giờ 4, Chủ nhật, trời trong xanh. Làm hắn khi tỉnh lại, trong ngực điện thoại một hồi chấn động. Tống Thư Hàng lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện là Tối Việt cư sĩ cho hắn gọi điện thoại. Tống Thư Hàng mở ra điện thoại, hạ giọng nói: "Này, là Tối Việt Tiền Bối đi, ngươi đã đến sao?" "Đạo hữu ngươi là ai? Mã số của ngươi tại sao là một mảnh loạn mã? Ngày hôm qua thì ngươi phát một cái địa chỉ tọa độ cho ta sao? Ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Tối Việt Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng lệ rơi đầy mặt. "Là ta Tống Thư Hàng a, Tối Việt Tiền Bối" ngày hôm qua chúng ta hẹn rồi cùng đi, thực tiên yến. Tống Thư Hàng nói, tối Việt cư sĩ, ngại ngùng, ta vậy mà đem chuyện này toàn bộ quên mất. Không có việc gì, ta có thể lý giải, bởi vì, ta và ngươi hiện tại là giống nhau tiểu trong suốt A. À. Tống Thư Hàng nói, tối Việt cư sĩ lập tức trong lòng ấm áp, có loại không hiểu đồng cảm cảm giác, thì ra là thế, lòng đạo hữu ngươi cũng cùng ta sẽ bị người không hiểu quên đi A. À. Ta lập tức lên đường tiến về trước Văn Châu Thị mấy giờ phía sau liền đến. Tống thư hàng cúp điện thoại, lại bấm bạch tiền bối điện thoại. Nhưng bạch tiền bối điện thoại không ai đã kết nối. Bạch tiền bối còn đang bế quan. Tống thư hàng sờ sờ cầm. Thực tiên yến loại này chuyện tốt, lấy bạch tiền bối số mệnh mà nói, không nên bỏ qua mới đúng chứ. chương 1404, có thể là đại di mụ tới. Đại di mụ, nghĩa một là gì cả, nghĩa hai là kinh nguyệt hay nguyệt san, trừ phi chuyện này đối với tại bạch tiền bối mà nói cùng không phải là cái gì chuyện tốt. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bạch tiền bối bởi vì bản thân cái kia áp thiên cấp vận khí, lúc nào cũng có thể xảo diệu tránh đi một ít hắn bản thân đều không thể chống lại tai nạn, tị hung su cát. Tỷ như năm đó nho ra, kim liên thế giới, sự kiện. Bạch tiền bối đột nhiên rời sân không lâu sau, nho ra kim liên thế giới liền bị tập kích bao gồm tống thư hàng ở bên trong mọi người, bị cửu u chúa tể béo cầu chu diệt một lần lại một lần. Lần lượt tử vong, lần lượt phục sinh. Đối với tống thư hàng mà nói, đó là một đoạn nghĩ lại mà kinh trí nhớ, mỗi lần nhớ tới về sau, buổi tối đều ác mộng. Chẳng lẽ lần này thực tiên yến, cũng sẽ phát sinh cùng loại tai nạn. Liên bát phẩm huyền thánh cấp bạch tiền bối, đều không thể chống lại tai họa lớn. Tống Thư Hàng theo bản năng lấy ra một cái tiêu nhỏ màu lục thiên lý truyền âm tiêu thông qua hắn có thể xác định bạch tiền bối có hay không còn đang bế quan. Nếu như bạch tiền bối đã bế quan lời nói, sẽ lưu lại, nhắn lại hơn nữa còn sẽ có kỹ càng suốt quan thời gian. Thế nhưng, cái này đầu tiêu nhỏ màu lục có khoảng cách hạn chế. Tống thư hàng vị trí hiện tại khoảng cách Hoàng Sơn chân quân động phủ khá xa. Tống tiền bối, bạch tiền bối không có nhận điện thoại. Vũ Nhu tử hỏi, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nếu như Bạch Tiền Bối không có xuất quan lời nói, cái này lần, thực tiên yến, hành trình, chỉ sợ sẽ nhiều tai nạn. Vũ Nhu Tử lập tức hiểu Tống Thư Hàng trong lời nói ý tứ dù sao cũng là tị hung su cắt Bạch Tiền Bối. Tống Tiền Bối, cho Hoàng Sơn Tiền Bối gọi điện thoại, hỏi một chút kỹ càng tình huống đi. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, lại bấm Hoàng Sơn chân Quân dãy số. Hoàng Sơn chân Quân điện thoại rất nhanh đường dây được nối chẳng qua bên trong không ai đáp lời, chỉ có rắc nhấm nuốt âm thanh. Này, Hoàng Sơn tiền bối, người tốt, Tống Thư Hàng nói. Lúc này, một cái ti tiện ti tiện thanh âm truyền đến, người tốt ta tốt mọi người tốt, chẳng qua thật có lỗi, chúng ta không muốn cái gì Hoàng Kim cửa hàng, chúng ta cũng không có hứng thú tham gia bất kỳ hoạt động, càng không có đầu tư cái gì Hoàng Kim quản lý tài sản ý tưởng. Bye bye, đậu đậu thanh âm. Lần trước Hoàng Sơn Trân Quân, Hoàng Sơn Tế tổ chức về sau, Tam thập tam thú thần tông đại lão tặng một mai đan dược cho Đậu Đậu, có thể cho hắn tại tấn chức ngũ phẩm phía trước trước hết ngưng tụ ra hình người tới đây. Đậu Đậu đây là ngưng tụ hình người thành công. Tống Thư Hàng nói, "Đậu." Nhưng đối với trước mặt đã cúp điện thoại. Tống Thư Hàng, hắn lần nữa bấm Hoàng Sơn chân quân dãy số. "Go, bản thân tay của ngươi tốc độ không tệ a, à, ta còn không có tới kịp đem ngươi thêm sổ đen, ngươi lại gọi điện thoại quấy rối." có tin ta hay không thuận theo dây điện thoại bỏ qua đi làm ngươi. Đậu đậu kêu lên, đậu đậu, đừng làm rộn, ta tìm Hoàng Sơn tiền bối có việc. Tống Thư Hàng vội vàng nói, trời sinh tính đậu đậu cúp điện thoại, tiếp đó đưa hắn kéo hắc. Đậu đậu, người người nào a à? chúng ta nhận thức, là ta, Tống Thư Hàng, ừ, bá Tống, Tống Thư Hàng nói. Tống Thư Hàng cái tên này, đậu đậu khẳng định đã quên mất. Ngẫm lại tâm rất nhét. a à, bá Tông a chờ chút ngày ngươi đấy là ngươi bá nho để cho ta hơi biến hóa hóa thành người về sau liền 10 tháng mang thai đau chết đi sống lại chính là cái kia gâu coi như là ngươi là bát phẩm huyền thánh ta cũng sẽ không sợ ngươi gâu chúc ngươi mỗi tháng đều tới một lần đại di mụ một lần một tháng kéo đen vĩnh biệt đậu đậu kêu lên tống thư hàng ba lúc này trong điện thoại truyền đến nặng nề đập nện thanh âm còn có đậu đậu tiếng kêu thảm thiết ngồi có ngồi lẫn nhau, người đã đã huyễn hóa thành người, ngồi lúc không muốn ngồi xổm trên mặt ghế, còn thể thống gì. Hoàng Sơn tiền bối thanh âm uy nghiêm vang lên. Tiếp đó, Hoàng Sơn tiền bối nhận lấy điện thoại, này, người tốt, là ta Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tiền bối, xin hỏi bạch tiền bối còn đang bế quan sao? Ta đánh hắn điện thoại, một mực không có đã kết nối. Tống Thư Hàng nói. Hoàng Sơn tiền bối trả lời, ừ, bạch đạo hữu quả thực còn đang bế quan, người tìm hắn có việc. Dược hoàn, thực tiên yến rõ ràng sắp mở ra, bạch tiền bối vậy mà còn đang bế quan. Chỉ sợ thực tiên yến bên trên sẽ xuất hiện liền, bạch tiền bối cũng không cách nào chống lại tai nạn. Tống Thư Hàng nói, Hoàng Sơn tiền bối nghe vậy, trong lòng khẽ động, chẳng qua sau đó hắn lại nói, chẳng qua, thực tiên yến ngày mai mới mở ra, có lẽ bạch đạo hiếu sẽ ở hôm nay chấm dứt bế quan cũng không nhất định. Hoàng Sơn đại ngốc, người cẩn thận một chút điện thoại đối diện chính là bá nho huyền ma, người cùng hắn trò chuyện lúc nói không chừng sẽ mang thai. Đậu đậu thanh âm theo trong điện thoại truyền đến. Hoàng Sơn tiền bối, hoàng đường, dưới đời này nào có bực này sự tình. Bá nho huyền ma liền trợn chừng người liếc đều có thể làm cho người ta cách không mang thai, thanh âm của hắn thông qua sóng âm, làm cho người ta gián tiếp mang thai cũng rất có thể. Đậu đậu thanh âm tiếp tục nói. Hoàng Sơn tiền bối. Không có gì, Hoàng Sơn tiền bối làm cho người ta mang thai chính là, nho ra thánh nhân chi nhãn cùng ta bản thân không có quan hệ gì. Tống Thư Hàng vội vàng giải thích nói. Khổ, cái kia bá Tống Đạo Hiếu, chúng ta thực tiền yến gặp đi. Hoàng Sơn tiền bối nói. Tiếp đó, liền lời khách sáo đều không có, Hoàng Sơn tiền bối nhanh chóng cúp xong điện thoại. Tại Hoàng Sơn tiền bối điện thoại ngủ phía trước, Tống Thư Hàng mơ hồ còn nghe được đậu đậu thanh âm, thuốc tránh thai vị ô mai, đại ngốc người có cần phải tới một viên. Tống Thư Hàng tâm tính thiện lương mệt mỏi. Nếu như không báo bá Tống Tên, không ai nhớ kỹ hắn. Nếu như báo bá Tống Tên, người trong thiên hạ liền lời nói cũng không dám cùng hắn nói nhiều, sợ sẽ bị lây bệnh mang thai. Cái kia Tống Tiền Bối, thực tiền yến chúng ta còn muốn đi sao? Vũ Nhu Tử hỏi. Tống Thư Hàng, trước không hoảng hốt, không bằng trước chờ chủy pháo cự sĩ tới trước cùng chúng ta gặp mặt, sau đó lại cùng một chỗ thảo luận một chút, có nhau ra kim liên thế giới vết xe đổ nếu như lúc này bạch tiền bối tại thực tiên yến chuyển động phía trước còn không xuất quan lời nói hắn cũng phải nhịn đau buông tha lần này thực tiên yến cửu châu nhất hào quần bên trong hoàng sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu toàn thể thành viên tiến về trước thực tiên yến đạo hữu chú ý bạch đạo hữu vẫn còn bế quan trạng thái còn không có xuất quan báo hiệu tham gia thực tiên yến đạo hữu nhóm nhìn qua nghĩ kỹ mới làm Diệt phượng công tử, hôm nay mới mùng 6, thực tiên yến là chuyện ngày mai, không vội không vội. Nói không chừng bạch tiền bối buổi chiều liền xuất quan. Cửu châu nhất hào quần bên trong người, ý tưởng phần lớn cùng diệt phượng công tử tương tự. Bắc Hà Tán Nhân, Hoàng Sơn tiền bối, nếu như bạch tiền bối tại mùng 7 lúc trước còn không có thức tỉnh lời nói, mời lại truyền tin một chút đoàn người. Bởi vì thời gian quan hệ, chúng ta trước chạy tới thực tiên yến hội trường phụ cận, trước không vào đợt. Nếu như bạch tiền bối tại thực tiên yến phía trước thức tỉnh, chúng ta lại cùng bạch tiền bối cùng chung vào trận. Cuồng đao tứ lãng, lão bắc hà phương pháp có thể thực hiện. Ta cùng A thất đã tiến về trước thực tiên yến hội trường, đến lúc đó ở bên ngoài đợi mọi người tụ hợp. Cuồng đao tam lãng thứ hai tấm, thực tiên yến thiếp mời cuối cùng vẫn còn rơi xuống tô thị A thất trong tay. Tống thư hàng yên lặng nhìn qua trong nhóm nói chuyện phiếm nội dung, nhẹ gật đầu. Đến lúc đó, chúng ta cũng đi cùng trong nhóm tiền bối tụ hợp đi tống thư hàng nói bạch tiền bối có không gian năng lực thiên phú nếu như hắn chấm dứt bế quan từng phút đồng hồ có thể trốn đến thực tiên yến hội trường tốt vũ nhu tử hai mắt sáng lên trực giác nói cho nàng biết lần này thực tiên yến đem biến đặc biệt thú vị nàng đã bắt đầu đang mong đợi mùng bảy mau lại đây gặp tống thư hàng duỗi lưng một cái một ngày suy nghĩ tại bình minh đi, chúng ta đi trước tu luyện một chuyến. Vũ Nhu Tử, hì hì, tống tiền bối muốn cùng ta đối luyện sao? Chẳng qua, người không thể đồng thời sử dụng ba loại thối thể phương pháp, nhiều nhất sử dụng một loại. Không có vấn đề, Tống Thư Hàng nói. Hắn đứng dậy, duỗi lưng một cái. Nhưng làm hắn vừa đứng người lên lúc, đột nhiên cảm giác toàn thân vô lực, hai chân đau nhức, còn ra sức tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này một hơi sông tới, lại để cho hắn thiếu chút nữa đứng không vững vũ nhu tử cảm giác được tống thư hàng trạng thái không đúng vội vàng đưa tay đỡ lấy hắn tống tiền bối ngươi làm sao vậy không biết đột nhiên cũng cảm giác toàn thân yếu ớt hai chân đau nhức còn kèm thêm tim đập nhanh cảm giác tống thư hàng nhíu mày nói không chỉ như vậy ta còn có loại tâm nôn nóng bất an cảm giác không hiểu tâm phiền nếu không phải hắn đạo tâm kiên định nói không chừng muốn đem loại này tâm nôn nóng cảm giác bạo phát đi ra. Vũ nhu tử, những bệnh trạng này cộng lại, làm sao quen như vậy tất? Tì bụng dưới còn có chút đau, Tống Thư Hàng nói. Vũ nhu tử lập tức nhãn tình sáng lên, hữu quyền của nàng tại lòng bàn tay trái nhẹ nhàng vừa gõ, thì ra là thế, ta khả năng biết rõ nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Tống Thư Hàng hỏi. Vũ nhu tử trầm giọng nói, Tống tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, người đại di mụ tới, ta đại di mụ ở nước ngoài đây. Tống thư hàng vô thức nói, không, ta chỉ không phải cái này đại di mụ, ta chỉ chính là phổ thông nữ sinh mỗi tháng sẽ đến một lần cái kia đại di mụ. Ta trước kia cũng trải qua. Vũ nhu tử có chút ngượng ngập nói, Tống thư hàng, ta là nam, Vũ nhu tử. Tống thư hàng nói, thế nhưng Tống tiền bối người những bệnh trạng này liền là đại di mụ tới đây bệnh trạng, thân thể yếu ớt vô lực tâm nôn nóng bất an, hai chân như nhũn ra, tim đập nhanh. Sau đó lại tăng thêm bụng dưới xoắn đau. Vũ Nhu Tử nói, Tống Thư Hàng, ta hoài nghi, đây là đậu đậu nguyền rủa. Vũ Nhu Tử hưng phấn nói, vừa rồi Tống Tiền Bối người ở cùng Hoàng Sơn Tiền Bối trò chuyện lúc trước, đậu đậu không phải nguyền rủa ngươi, nói chúc ngươi mỗi tháng tới một lần đại di mụ, một lần một tháng nha. Ta hoài nghi đậu đậu cách không đối với ngươi làm nguyền rủa thuật pháp. Tống Thư Hàng, nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dạng thế nhưng cái này là chuyện không thể nào hắn bá tống huyền thánh bá nho huyền ma hai đại thánh ấn cũng không phải là ăn chay phổ thông nguyền rủa căn bản không cách nào kèm theo tại hắn trên thân còn nữa hắn còn có công đức xà mỹ nhân hộ thể công đức ánh sáng có thể cách tuyệt đại đa số nguyền rủa dơ bẩn lực lượng tà ma quỷ quái không tầm thường cận thân ngươi thật giống như muốn sinh lúc này bạch long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên Tống Thư Hàng, nói đúng ra, là người trong đan điền có một đồ vật muốn sinh ra thứ gì đó. Bạch Long tỉ tỉ bổ sung, thanh âm của nàng không nhanh không chậm. Mập kình kim đan, Tống Thư Hàng ngay lập tức đem ý thức chìm vào đan điền của mình bên trong. Chỉ thấy lúc này, mập kình kim đan đang tại dùng sức run run. Trên người nó bọc thép đã rút đi. Thật muốn sinh. chương 1405 gấp, câu hỏi kim đan như thế nào tiến hành xanh nở bằng cách mổ bụng, Tại tuyến chờ. Tiếp đó nơi này có cái vấn đề nhỏ, Mập Kình Kim Đan là không có giới tính, hắn liền là có được mập cá voi bộ dáng Kim Đan. Trên bản chất, hắn còn là Kim Đan. Kim Đan ở đâu ra chống mái phân chia? Mập Kình Kim Đan căn bản không có sinh con kết cấu. Vì vậy, mang thai phía sau hắn, muốn làm sao đem tiểu Kim Đan cho sinh ra tới đây? Chẳng lẽ mình Mập Kình Kim Đan vì sinh con? Còn muốn diễn hóa suốt một bộ cá voi loại khí quan đi ra. Ngẫm lại cũng cảm giác sẽ rất quỷ xúc a. À. Quả nhiên, cùng tống thư hàng tưởng tượng. Mập Kình Kim Đan căn bản không có biện pháp đem trong cơ thể tiểu kim đan cho sinh hạ tới đây, hắn căn bản không có chức năng này. Lập tức muốn sinh, nhưng lại không sinh ra tới đây. Vậy là, Mập Kình Kim Đan chỉ có thể ở tống thư hàng trong đan điền không ngừng run run, run run phản phất như là một cái điều đã thành chấn động hình thức điện thoại. Chính là bởi vì hắn không ngừng chấn động, dẫn đến Tống Thư Hàng trong cơ thể linh lực không ổn định. Vậy là, bổ sung lấy lại để cho Tống Thư Hàng sinh ra thân thể yếu ớt, hai chân như nhũn ra cảm giác. Tống tiền bối, người muốn sinh tiểu bảo bảo rồi hả? Vũ nhu tử hai mắt phát sáng. Quả nhiên đi theo tống tiền bối bên người, cái gì hiếm thấy sự kiện đều có thể tiếp xúc đến lần trước cùng theo Tống Tiền Bối cùng một chỗ nhảy vào, Thiên Đạo phòng tối, lựa chọn thật sự là quá chính xác. Càng chính xác, không phải ta muốn sinh tiểu bảo bảo, mà là kim đan của ta muốn sinh tiểu kim đan." Tống thư hàng một mặt tuyệt vọng nói. Vũ nhu tử một mặt hưng phấn nói, "Tống Tiền Bối, có thể đem ý thức của ta dẫn vào đến ngươi nội thị trạng thái sao? Lại để cho ta nhìn ngươi mập mạp kình kim đan như thế nào sinh tiểu hài tử?" Chỉ sợ không được ta hiện tại tinh thần lực của mình đều không thể tập trung, mang theo tinh thần lực của ngươi tiến nhập nội thị lời nói, rất có thể sẽ để cho tinh thần lực của ngươi bị hao tổn. Tống Thư Hàng nói, Vũ Nhu Tử một mặt thất vọng, đang lúc đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân hiện thân. Nàng cẩn thận từng ly từng tí vươn hai tay, dán tại Tống Thư Hàng trên bụng. Công đức xà mỹ nhân bàn tay nhỏ bé ấm áp, lại để cho Tống Thư Hàng phần bụng xoắn đau thoáng cái bằng phẳng rất nhiều. Cảm ơn, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhỏm nói. Trọng yếu trước mắt, còn là tiên tử quan tâm. Tại đây tàn khốc trong thế giới, hôm nay cũng chỉ có tiên tử hai tay, có thể cho Tống Thư Hàng mang đến một tia ấm áp. Công đức xà mỹ nhân mỉm cười, tiếp đó, theo cặp mắt của nàng bên trong phóng xuất ra một đạo hào quang tới đây. Hào quang hợp thành một cái toàn bộ tin tức hình chiếu. Hình chiếu trong tấm hình, một cái kim sắc mập cá voi, tại dãy ruộng lấy, lay động. Đúng là Tống thư hàng phì kình hư đan bộ dáng. Tống thư hàng lập tức một mặt tuyệt vọng. Đáng hận, lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, đem ta cảm động trả trở về a. À. Hắn còn tưởng rằng công đức xà mỹ nhân là muốn dùng bàn tay nhỏ bé ấm áp bụng của hắn, không nghĩ tới nàng là muốn làm cái hiện trường trực tiếp. Công đức xà mỹ nhân nghiêng đầu nhìn xem Tống thư hàng, mở chừng hai mắt. Tống thư hàng, Tống tiền bối, người kình đan bụng tại bành trướng, nhìn qua rất thống khổ bộ dạng. Vũ nhu tử nói, quy tiền bối nhìn qua hình chiếu hình ảnh, một mặt chuyên gia bộ dáng lấy lão phu đối với cá voi loại hiểu rõ, này thương cảm cá voi nhất định là khó sinh. Tống thư hàng thông nương phụ họa nói, lấy ta nữ tính trực giác đến xem, này cá voi nhất định mang thai một cái lớn hải tử. Vì vậy, nàng nghĩ sinh ra đứa bé này mới như vậy khó khăn. Tống thư hàng lý âm trúc rụi rụi con mắt tỉnh lại, nàng mê mang nhìn qua hình chiếu hình ảnh, một mặt mộng bước. Bạch Long tỉ tỉ thanh âm ôn nhu vang lên. Tiểu thư hàng này mập cá voi là người kim đan. Đúng vậy a, à, tống thư hàng tuyệt vọng nói. Bạch Long tỉ tỉ khẽ mỉm cười nói, nếu như ta không nhìn lầm, hắn không có sinh dục hài tử công năng đi. Đúng vậy a, à, bởi vì nó là kim đan a, à. tống thư hàng tiếp tục tuyệt vọng. Cái gì khó sinh a, à, cái gì hài tử khá lớn a, à. đều là xả đản vũ nhu tử lập tức nhãn tình sáng lên ta đã biết tống tiền bối vì vậy người kim đan cần sanh nở bằng cách mổ bụng bởi vì không có sinh dục hài tử công năng bởi vì hắn chỉ là kim đan vì vậy hắn cần đem bụng cắt ra tới đây đem hài tử sinh ra tới đây cho kim đan làm sanh nở bằng cách mổ bụng vũ nhu tử đề nghị nghe rất kéo không khoa học cũng không tu chân nhưng cẩn thận ngẫm lại tựa hồ là duy nhất có thể giải quyết hiện trạng biện pháp mập kình kim đan không có sinh con công năng vì vậy cũng chỉ có xanh nở bằng cách mổ bụng có thể đem tiểu kim đan sinh hạ tới đây không có lông bệnh vấn đề là ai có thể để làm cái này giải phẫu ta đi cửu châu nhất hào quần cho tống tiền bối hỏi một chút đi vũ nhu tử nói tống thư hàng chờ chút không tốt việc này cảm giác nghe cũng rất quỷ dị còn có chút mất mặt hơn nữa cửu châu nhất hào quần bên trong tiền bối cũng không có phụ khoa bác sĩ a Yên tâm, ta sẽ không nhắc tới tống tiền bối ngươi. Hơn nữa, trong nhóm không có tiền bối có thể giải quyết, không đại biểu quần bên ngoài không ai có thể giải quyết a. À. Chúng ta Cửu Châu Nhất Hào quần bên trong các tiền bối, riêng phần mình còn nhận thức rất nhiều đạo hữu đây." Vũ Nhu Tử nói. Vũ Nhu Tử nói rất hay có đạo lý. Vậy là, Vũ Nhu Tử lấy điện thoại cầm tay ra, tại Cửu Châu Nhất Hào quần, nhanh chóng đưa vào. Cửu Châu Nhất Hào quần để chống tài khoản, trong nhóm các tiền bối, có ở đấy không? Có chút việc muốn mọi người hỗ trợ, rất gấp. Cùng tống thư hàng, vũ nhu tử tại trong nhóm tài khoản cũng bị xóa đi hết thầy tin tức, đã trở thành để chống nick nêm tài khoản. Hơn nữa, vô luận như thế nào sửa đổi tin tức cũng không có dùng. Canh một đổi song song, vừa bảo tồn, tin tức lại sẽ bị bôi thành để chống. Bởi vì biến thành tiểu trong suốt, phát một lần lời nói, trong nhóm tiền bối rất có thể sẽ xem nhẹ nàng. Vậy là, Vũ Nhu Tử lại nói gấp, trong nhóm tiền bối có ai nhận thức phụ khoa bác sĩ, sẽ xanh nở bằng cách mổ bụng cái chủng loại kia. Tại tuyến chờ. Đồng thời, vì dẫn tới mọi người chú ý, Vũ Nhu Tử đem đoạn văn này phục chế, tiếp đó một hơi soát bình gián 5 lần. Một cái trong nhóm tiểu trong suốt phải như thế nào dẫn tới mọi người chú ý? Đương nhiên là tìm đường chết soát bình, cường thế hấp dẫn đoàn người. Vũ Nhu Tử hành động phương thức rất hữu hiệu, trong nhóm vĩnh viễn tại tuyến thánh đấu sĩ, bắc hà tán nhân chú ý tới nàng. Ồ, để chống tài khoản, chờ chút, để cho ta xem kỹ bản bút ký, ta tựa hồ có ấn tượng, bắc hà tán nhân nói thầm. Hắn nhìn dưới bản thân bản bút ký bên trên ghi chép mấy cái ghi chú. Ghi chú 21, trăng sáng bao lâu có đạo hữu là tối duyệt cư sĩ. Ghi chú 22, để chống tài khoản là biến thành tiểu trong suốt bá tống huyền thánh bá nho huyền ma. A, à, nguyên lai là bá tống huyền thánh. Bá tống đạo hiếu, người muốn tìm phụ khoa bác sĩ làm gì vậy? Chẳng lẽ bá tống đạo hiếu có đạo lữ muốn sinh con rồi hả? Bác Hà Tán Nhân hỏi. Chúc mừng bá tống đạo hiếu, sinh con lời nói muốn phát lì xì. Si. Lệ Chi Tiên Tử nói. Cuồng đao tam lãng, chúc mừng bá tống đạo hiếu, hai tử giới tính xác định chưa? Là vị tiểu đạo trưởng còn là tiểu tiên tử. Tuyết lang động chủ, bá tống đạo hiếu, cuối cùng đem bản thân chơi đùa mang thai sao? Để chống tài khoản, không phải, ta là muốn hỏi xuống các tiền bối, kim đan phải như thế nào tiến hành xanh nở bằng cách mổ bụng. Mặt khác, ta không phải tống tiền bối, ta là vũ nhu tử, tuy rằng biến thành tiểu trong suốt, nhưng kính xin các tiền bối nhìn quen mắt ta. Vũ nhu tử, danh từ tốt quen tai, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn lui thể nói. Lệ chi tiên tử hỏi, vũ nhu tử tiểu cô nương đạo hiệu full name là cái gì? Để chống tài khoản, đạo hiệu của ta rất nhiều đây, mục tiêu là 365 cái đạo hiệu. Trước mắt A cha còn đang ở cố gắng bên trong. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Bắc Hà Tán Nhân, đừng chạy đề, vừa rồi vũ tiên tử muốn hỏi chính là cái gì à? Kim đan xanh nở bằng cách mổ bụng. Lệ chi tiên tử, kim đan, loại nào kim đan? phục dụng cửu chuyển kim đan, còn là cái gì? Vũ tiên tử muốn hỏi chính là kéo đan, điểm đan, thủ pháp sao? Để chống tài khoản, không phải rồi, liền là ngũ phẩm ngưng tụ kim đan, tiếp đó tống tiền bối kim đan mang thai, nhưng cái khó sinh ra không đi ra. Vì vậy ta hỏi một chút, có hay không có cho kim đan xanh nở bằng cách mổ bụng phương pháp? Chờ chút, để cho ta trước vuốt vuốt, ngũ phẩm kim đan, mang thai, cái đồ chơi này làm sao cái mang thai phương pháp? Bắc Hà Tán Nhân nhào nặn huyệt Thái Dương nói. Hắn cảm giác mình tam quan có chút bị trùng kích. Kim đan tại sao sẽ mang thai? Lệ chi tiên tử đồng dạng hiếu kỳ nói. Để chống tài khoản, ta cho mọi người chụp tấm hình ảnh chụp, là tống tiền bối kim đan mang thai. Vậy là, vũ nhu tử trước lo cao đi chụp ảnh đi. Tuyết lang động chủ, vừa rồi vị này 365 đạo hiệu tiên tử kêu, tống tiền bối chỉ chính là không phải bá nho huyền ma. Hẳn là đi, điền thiên đảo chủ nói tuyết lang động chủ nếu như là bá nho huyền ma lời nói hắn không phải có một chiêu lường ai người đó mang thai sao điền điềm phó đảo chủ tuyết lang đạo hữu có ý tứ là bá nho huyền ma phát rồ đối với bổn mạng của mình kim đan tới một phát nhìn là mang thai trăng sáng bao lâu có nghe tựa hồ rất có đạo lý bộ dạng nhưng các ngươi quên mất một sự kiện bá nho huyền ma là bát phẩm tu vi hắn ở đâu ra kim đan lúc này Vũ Nhu Tử lần nữa online. Tiếp đó, nàng đã upload một tấm tống thư hàng, bản mệnh kình đan, mang thai bộ dáng. Cái đồ chơi này là kim đan, đừng nói giỡn, chẳng qua, trong tấm ảnh trên giường đầu lộ nửa cái đầu tiểu cô nương là ai. Đầu nàng nhô lên cái này đối với nho nhỏ long giác tinh xảo đến cực điểm, đối với long tộc mà nói, đây là hoàn mỹ long giác. Muốn sinh một chi bóng đá nam giao phách. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, tuy rằng không hiểu nổi cụ thể là chuyện gì xảy ra chẳng qua này cá voi nhìn qua như là nuốt cái gì nếu không đem đồ vật theo hắn trong miệng chen đi ra để chống tài khoản đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới hoàng sơn tiền bối ngài ánh mắt quả nhiên đặc biệt suy nghĩ của người phương thức quả nhiên nhanh nhẹn không hổ là chúng ta cửu châu nhất hào quần quần chủ hoàng sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu loại này tán thưởng đều khiến hắn cảm giác tâm càng mệt mỏi tống tiền bối người mập kình kim đan không có sinh con công năng thế nhưng hắn không phải có miệng lưỡi sao có thể hay không đem tiểu kim đan theo trong mồm nhổ ra vũ nhu tử nói tống thư hàng dùng sức vỗ vỗ đầu của mình đúng vậy ta làm sao không nghĩ tới thế nhưng vấn đề lại tới nữa hắn muốn làm sao chen lấn bản thân mập kình kim đan công đức xà mỹ nhân nhìn qua tống thư hàng ngẹo đầu. Tiếp đó, nàng ấm áp hai tay công đức hóa, xuyên thấu tống thư hàng phần bụng, một mực thăm dò vào đến tống thư hàng bản mệnh đan điền vị trí. Có nguyện ý hay không lại để cho lời hứa cùng chờ đợi tiên tử tiếp xúc người kim đan. Một cái tin tức truyền lại đến tống thư hàng trong đầu. Vâng, tống thư hàng vô thức nói. Hình chiếu trong tấm hình, công đức xà mỹ nhân hai tay bắt lấy mập kình kim đan, ngón tay thon dài theo mập cá voi phần đuôi dùng sức đi lên một chen lấn mập kình kim đan dốc sức liều mạng rằng co. Một lát sau, một viên ánh vàng rực rỡ tiểu kim đan, theo hắn trong miệng bị ép ra ngoài. chương 1406, song kình động lực, ngài đáng giá có được. Một mai tròn vào kim đan xuất hiện ở tống thư hàng trong đan điền, cùng mập kình kim đan so với, khéo léo đẹp đẽ. Trên kim đan, có chín đạo long văn lấp lánh tỏa sáng. Quả kim đan này kỳ thật tại, mập kình kim đan, thành hình lúc, cũng đã tại trong cơ thể nó, là đan trong đan. Tống thư hàng một đã sớm biết nó là Cửu Long Văn. A, à, Vũ Nhu tử con mắt chăm chú nhìn công đức xà mỹ nhân lấy tay nặn đi ra kim đan. Tống tiền bối vậy mà sinh một viên Cửu Long Văn kim đan, hơn nữa quả kim đan này, thật xinh đẹp. Vù 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 Tống thư hàng thở hổn hển, yếu ớt đặt mông cố định, toàn thân vô lực. Công đức xà mỹ nhân theo động tác của hắn cùng một chỗ, sắp dưới đất hai tay của nàng còn nắm thật chặt tống thư hàng mập kính kim đan. Ừ, xanh xong hài tử về sau, mập kính kim đan nhìn qua thon thả rất nhiều. Lời hứa cùng chờ đợi tiên tử, có thể. Buông tay, tống thư hàng thở gấp nói. Công đức xà mỹ nhân lưu luyến không rời nhẹ gật đầu. Chẳng qua, tại buông ra mập kính kim đan phía trước, tay nhỏ bé của nàng lại cầm lấy mập kính kim đan, từ dưới đi lên chen lấn hai thanh. Mập kính kim đan kịch liệt run rẩy lên. Tống thư hàng công nước xà mỹ nhân hai tay theo Tống thư hàng trong đan điền rời đi. Tiếp đó nàng lại bình phục là hai tay đặt tại Tống thư hàng trên bụng động tác tiếp tục hình chiếu Tống thư hàng trong đan điền kim đan biến hóa tân sinh kim đan tại mập kình kim đan bên cạnh chuyển động có nhất định được cố định quỹ tích giống như là vây quanh hàng tinh hành tinh. Cuối cùng kết thúc Tống thư hàng nói theo cái này tiểu kim đan sinh ra hắn cảm giác thể chất của mình linh lực chứa đựng mức độ cùng với vận hành cùng tốc độ khôi phục, đều được đến tăng lên. Tăng lên mức độ còn rất lớn, với hắn mập kình kim đan một phần chín trái phải mức độ. Tống tiền bối không hổ là nghìn năm đệ nhất thánh cộng huyền ma tái thế, liền kim đan đều là hai quả. Vũ Nhu Tử thầm nghĩ trong lòng. Lời nói như vậy, thư hàng có tính không là 18 long văn. Quy tiền bối lên tiếng hỏi. Xích tiêu kiếm suy tư chốc lát nói, có lẽ không tính, dù sao đây là hai quả kim đan bạch long tỷ tỷ ôn nhu nói tiểu kim đan vừa mới sinh ra chờ hắn tích góp lực lượng đủ mức về sau có lẽ còn có thể trưởng thành một ít đến lúc đó thuần túy lấy linh lực mà nói thư hàng tiểu hữu một người liền chống đỡ bên trên hai cái cửu long văn ngũ phẩm linh hoàng thậm chí còn muốn vượt qua dù sao thư hàng mập kình kim đan là biến dị thể bản thân liền so với phổ thông kim đan muốn mạnh hơn một bậc tiếp đó ta có một vấn đề Thông nương nhấc tay nói, một cái trong đan điền tồn tại hai quả kim đan, thật không có vấn đề sao. Đặc biệt là tiểu kim đan còn sẽ lớn lên dưới tình huống, tương lai tấn chức lục phẩm lúc. Thư hàng đan điền sẽ không bạo tạc rơi đi. Đừng nhìn thông nương hiện tại vừa mới tấn chức tam phẩm cảnh giới, nhưng nàng kế thừa cửu tu phượng hoàng đao, đã nhận được cửu tu phượng hoàng đao bên trong phía trước bảy vị con số tu tu luyện thể nghiệm. Tu chân lý luận phương diện, nàng còn là rất mạnh. Ngũ phẩm tấn chức lục phẩm lúc, là đem kim đan hóa thành linh hồ Căng ra bản mệnh đan điền Nếu có trong đan điền có hai quả kim đan lời nói Kim đan tan ra đến một nửa Bản mệnh đan điền cũng sẽ bị chống bạo Quy tiền bối khẽ gật đầu Thông nương nói rất có lý Tống thư hàng cái kia xử lý thế nào Muốn đem kim đan móc đi ra sao Ngươi cho rằng kim đan là trong mắt Muốn móc có thể móc A à. Quy tiền bối đậu đen rau má nói Xích tiêu kiếm hơi suy nghĩ một chút về sau Nói, đúng rồi, các ngươi nghe qua, ngoại đan, thuật pháp sao? Bạch Long tỷ tỷ nói, là cái kia, giả kim đan sao? Nghe nói một ít cảnh giới kẻ tại, tứ phẩm đỉnh phong, cảnh giới tu sĩ, sẽ tìm một ít ngũ phẩm đại yêu đạo tiêu phía sau lưu lại, bản mệnh yêu đan tiếp đó thông qua bí pháp luyện hóa là ngoại đan, do đó đạt tới giả kim đan cảnh giới. Thọ nguyên có thể được đến nhất định được tăng cường, đã liền sức mạnh cũng có thể tăng lên tới đến gần vô hạn cảnh giới kim đan mức độ. Đúng vậy, xích tiêu kiếm nói, kỳ thật, tu sĩ kim đan cùng ngũ phẩm đại yêu, yêu đan, là rất tương tự chính là đồ vật. Có lẽ tống thư hàng ngươi có thể chọn dùng cái này mạch suy nghĩ, cải tạo ngươi một chút quả thứ hai kim đan. Nói cách khác, hay là muốn luyện chế một chút, đập đi ra cho người khác sử dụng sao? Tống thư hàng tổng kết nói. Đang khi nói chuyện, tống thư hàng trong đan điền lại sản sinh biến hóa kinh. Tiểu kim đan vây quanh mập kính kim đan chuyển A chuyển A, dạo qua một vòng lại một vòng phía sau. Mập kính kim đan đột nhiên một mập cái đuôi. Ba, tiểu kim đan bị nện bay ra ngoài. Nhìn xem cũng làm cho người cảm giác được đau lòng. Đây quả thật là con ruột sao, quy tiền bối đậu đen rau má nói. Theo sinh lý học vấn góc độ mà nói, còn là không phải con ruột. Bởi vì không phải sinh ra, mà là nhổ ra, Vũ Nhu Tử nói. Tiểu kim đan bị nện bay ra ngoài về sau, tại tống thư hàng bản mệnh đan điền vòng hai vòng đón lấy hắn ngược dòng mà bên trên rời đi tống thư hàng bản mệnh đan điền hướng tống thư hàng thứ hai đan điền long vĩ đan điền đánh tới tiểu kim đan bị kình đan mụ mụ đánh một trận tiếp đó thương tâm xa nhà đi ra ngoài vũ nhu tử ở một bên là nội dung cốt truyện phối hợp giải thích oanh tiểu kim đan thành công tiến nhập long vĩ đan điền sau đó hắn tọa trấn tại long vĩ trong đan điền an cư lạc nghiệp ồ đây cũng là cái thật tốt phương pháp giải quyết tiểu kim đan tiến nhập lòng vĩ đàn điền về sau tương lai coi như là người tấn chức lục phẩm kim đan hóa thành linh hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản mệnh đan điền xích tiêu kiếm nói thậm chí nói không chừng tương lai tống thư hàng có thể lái được trừ ra một lớn một nhỏ hai cái linh hồ cũng không nhất định quy tiền bối tiếp tục nói tu sĩ nhất phẩm tu luyện là năm đại khiếu huyệt nhị phẩm tu luyện là tám đại đan điền tam phẩm tu luyện bốn đại kỳ mạch tứ phẩm tu luyện chín căn tiên cốt Nói như vậy, tu sĩ tại tấn chức ngũ phẩm về sau, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm sáng lập ra, khiếu huyệt, đan điền, kỳ mạch liền trở thành cơ sở. Sự hiện hữu của bọn nó rất trọng yếu, là tu sĩ, năng lượng thể hệ trọng yếu kết thành bộ phận. Chẳng qua, trong chiến đấu, chúng nó đã không cách nào phát lên công dụng. Mà nếu như tống thư hàng thứ hai kim đan tiến nhập, lòng vĩ tiểu đan điền, về sau, lục phẩm thời gian cũng có thể đem, lòng vĩ tiểu đan điền, diễn hóa thành linh hồ lời nói, Tống Thư Hàng chẳng khác nào so với bình thường lục phẩm tu sĩ nhiều hơn một cái linh hồ. Hai cái động cơ, song kình động lực, toàn bộ thời gian bốn xua đuổi, liền hỏi ngươi có sợ không? Chật chật, nếu Thư Hàng có thể nhiều hơn nữa mang thai mấy lần, một cái tái sinh sáu miếng tiểu kim đan đi ra, đem long chảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, long rác toàn bộ nhồi vào, đến lúc đó hắn lục phẩm thời gian, nói không chừng có thể biến ra tám cái linh hồ đi ra, ngẫm lại đều mang cảm giác. Quy tiền bối nói, không thể nào, trên thế giới này nào có như vậy hoang đường sự tình. Tống Thư Hàng khoát tay nói, hắn mập kình kim đan sở dĩ sẽ mang thai, kỳ thật là vì kình đan tại thành hình thời điểm, cũng đã ẩn chứa một mai đan trong đan. Sau đó, có thể là trải qua nhau ra thánh nhân chi nhãn thúc dục hóa, cái này tiểu kim đan bị sinh đi ra mập kình kim đan cũng không phải thật cá voi loại, xanh xong tiểu kim đan về sau, đương nhiên không có khả năng lăng không lại biến một mai kim đan đi ra. Vũ Nhu Tử đề nghị, nếu không tống tiền bối, người lại dùng nho ra thánh nhân chi nhãn đối với bổn mạng của người kim đan tới đây một phát ngưng mắt nhìn. Nói không chừng thật có thể lại biến ra một cái kim đan tới đây. Tống Thư Hàng lắc đầu, cái này tiểu kim đan, cùng không phải là bởi vì thánh nhân nhìn là mang thai mà xuất hiện. Tốt đáng tiếc, Vũ Nhu Tử nói, cũng không biết nàng tại đáng tiếc cái gì. Đúng rồi, muốn đi cảm tạ một chút Hoàng Sơn tiền bối mới được. Bởi vì là Hoàng Sơn tiền bối đề nghị, lại để cho tống tiền bối người tiểu kim đan thành công bị nặn đi ra. Vũ Nhu Tử lại nói. Tiếp đó, nàng mở ra điện thoại, leo lên cửu châu nhất hào quần. Để chống tài khoản, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, cảm ơn Hoàng Sơn tiền bối, tống tiền bối bản mệnh kình đan thành công đem tiểu bảo bảo cho nhổ ra. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, còn là nhổ ra rồi hả? Quả thực hủy tam quan. Phun ra chính là cái gì? Bắc Hà Tán Nhân hiếu kỳ hỏi. Để chống tài khoản, là một viên tiểu kim đan, những chuyện khác dính đến tống tiền bối tự ẩn, ta cũng không nhiều hơn tiết lộ, chờ tống tiền bối bản thân cùng mọi người giới thiệu. Hơn nữa, dù sao lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, đã từng nói qua không lâu sau, mọi người liền sẽ đem chúng ta quên mất. Minh bạch bao lâu có, ta có thể lý giải, ta có thể lý giải loại này cảm thụ. Lệ rơi đầy mặt biểu lộ. Bắc Hà Tán Nhân, lệ chi tiên tử. Để chống tài khoản, trăng sáng bao lâu có cư sĩ, người đã tới sao? Ta cùng tống tiền bối đều đang đợi ngươi đây. Chờ ta, chờ ta có chuyện gì không? Lại nói, ta hiện tại đang ngồi ở trên phi kiếm, mở ra cưỡng chế tự động hướng dẫn hình thức, Ta cũng không biết muốn hướng mục đích này mà đi có chuyện gì. Nhưng dù sao ta không đạt tới mục đích mà sẽ không dừng lại. Minh Bạch bao lâu có trả lời. Để chống tài khoản, vậy không thành vấn đề, chúng ta chờ ngươi. Minh Bạch bao lâu có tiền bối, sợ bản thân quên mất cùng tống tiền bối ở giữa ước định, vậy mà nghĩ ra cưỡng chế tự động hướng dẫn hình thức. Không nghĩ tới mới nhất cư sĩ là như vậy cẩn thận tiền bối. Đúng rồi, Bạch tiền bối suốt quan không có. Tô Thị A à thất hỏi. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, còn không có, ta lại để cho đậu đậu đi nhìn chằm chằm vào bạch tiền bối. Bạch tiền bối vừa ra tới, ta liền truyền tin mọi người. Người cùng tam lãng trước tiên ở thực tiên yến bên ngoài chờ chúng ta đi. Tô thị A thất, chúng ta đã đến thực tiên yến phụ cận, lần này thực tiên yến sẽ ở phía nam trường sinh kiếm tông cung cấp một chỗ bí cảnh chúng cử xử lý. Bí cảnh cửa vào mở ra, có trường sinh đệ tử của kiếm tông tiếp đãi khách nhân. Khoảng cách thực tiên yến còn có thời gian một ngày, chẳng qua đã có rất nhiều khách nhân đến. Cuồng Đao Tam Lãng đúng rồi đoàn người, ta vừa đạt được một cái thú vị tin tức, Hồ Thần Minh vì thực tiên yến chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn hung thú, Dược Phương kình trốn ra được. Này Dược Phương kình trí lực đặc biệt cao, bị bắt bắt phía sau hãy tiến vào, giả chết trạng thái tê liệt Hồ Thần Minh thành viên. Tiếp đó tại tiếp cận thực tiên yến hội trường thời gian, hắn thành công phá lồng mà ra, bỏ chạy đi ra. Vì vậy đoàn người trước khi đến, thực tiên yến, trên đường chú ý một chút, nếu có tìm được, dực phương kình, liền đem hắn bắt trở về. Đến thời gian, biệt tuyết tiên cơ sẽ thêm vào cung cấp một đạo cá voi loại tiên hào. Cá voi loại tiên hào, ta muốn định rồi, ta lập tức xuất phát, diệt phượng công tử nói. Lệ chi tiên tử nhíu mày, dực phương kình loại thú dữ này, có thần trí. Chỉ sợ là biến dị chủng loại, hoặc là đã uống cái gì thiên tài địa bảo, mọi người có thấy liền chịu trách nhiệm bắt một chút, loại thú dữ này bỏ chạy đi ra ngoài, đối với người bình thường mà nói, sẽ dẫn phát thiên tai. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu nói. chương 1407, Nhị Liên Quỳ Thất Lạc Tống tiền bối, thực tiên yến trên có đầu hung thú trốn ra được, gọi là dực phương kình hung thú. Chúng ta lên đường đi bắt hắn đi, Vũ Nhu Tử nói. Tống Thư Hàng, đừng nóng vội, chúng ta phải đợi tối Việt kiếm thánh tiền bối đến về sau, sẽ cùng nhau tiến về trước thực tiên yến. Hơn nữa dực phương kinh loại này nghe cũng rất cường lực hung thú. Ừ, chúng ta đến lúc đó xem náo nhiệt là được. Ta hỏi một chút tối Việt kiếm thánh tiền bối lúc nào đến. Vũ Nhu Tử lại mở ra cửu châu nhất hào quần, tối Việt kiếm thánh, tiền bối, người lúc nào đến. Tối Việt kiếm thánh là ai? Bác Hà Tán Nhân hỏi. Bác Hà tiền bối một mực chú ý để chống tài khoản, có ý thức chú ý. Vì vậy, Vũ Nhu Tử một phát tin tức, hắn không có bỏ qua. Chúng ta trong nhóm có như vậy số một người sao, ta ngược lại là biết rõ đã đạo tiêu lục nhĩ kiếm quân. Lệ chi tiên tử đạo, dứt lời nàng khe khẽ thở dài. Hiến công cư sĩ tối Việt kiếm thánh, ZYJS, trăng sáng bao lâu có? Trăng sáng bao lâu có, nếu như tối Việt kiếm thánh là của ta lời nói. Ta đây khoảng cách đích đến còn có 7 phút thời gian thu được, chúng ta đi tiếp ngươi, Vũ Nhu Tử nói. Tiếp đó, nàng ngẩng đầu đối với Tống Thư Hàng nói, Tống Tiền Bối, mạnh nhất kiếm thánh Tiền Bối nói mình 7 phút phía sau đã đến. Tống Thư Hàng đứng lên, mở rộng dưới thân thể. Tiểu Kim đan xanh xong về sau, Tống Thư Hàng trên thân yếu ớt cảm giác rút đi, hiện tại toàn thân đều là sức lực. Ta đi tiếp Tiền Bối, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Tống Thư Hàng nói. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu. Tống thư hàng thả người nhảy, tư thế yêu mỹ, theo gian phòng của mình cửa sổ nhảy ra ngoài. Ừ, từ khi tu luyện có thành tựu về sau, hắn cũng dưỡng thành không đi môn, đi cửa sổ thói quen tốt. Khá tốt phòng của hắn không có chứa chống trộm cửa sổ. Tống thư hàng sau khi rời đi, Vũ Nhu Tử nhìn về phía Quy Tiền Bối, Tiền Bối, chúng ta có muốn hay không chơi chơi đoán số trò chơi? Quy Tiền Bối, ta là rùa biển a chơi đoán số trò chơi ta muốn chơi như thế nào a à? Ta làm sao ra đều là răng a à. Hơn nữa, ta hiện tại bởi vì chủ ta phong ấn trạng thái, không có biện pháp huyễn hóa thành nhân hình a à? Quy tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, tâm tính thiện lương nhét. Tiểu cô nương, ngươi nhàm chán sao? Ngươi muốn tìm kiếm kích thích sao? Lúc này, một thanh âm tại vũ nhu tử vang lên bên tai. Bạch Long tỉ tỉ trước mắt, nhìn chồng chọc hướng hư không một chỗ. Muốn a à? Vũ Nhu Tử nói. Theo Vũ Nhu Tử trả lời, tại gian phòng trần nhà nơi hẻo lánh, một đạo thân ảnh chậm rãi hiện thân. Toàn thân hắn bao bọc tại một cái cái mền trong, chỉ lộ ra đầu. Cái gì cũng có thể bán tiền bối. Vũ Nhu Tử vui vẻ nói. Thiên hạ này kích thích nhất, chuyện thú vị nhất không ai qua được dạo phố mua đồ. Khi thấy bản thân mua sắm trong xe nhét lại tràn đầy đồ vật, làm phát hiện mình trong ví tiền tiền không ngừng biến thiếu lúc. Cái loại này tim đập nhanh cảm giác, cỡ nào kích thích. Cái gì cũng có thể bán đại lão một mặt nghiêm túc nói, vì vậy tiểu cô nương, muốn mua điểm vật gì không? Mua mua mua, vũ nhu tử hì hì cười nói, ta vừa vẫn có một kiện đồ vật muốn mua. Cái gì cũng có thể bán đại lão khẽ gật đầu, hắn liếc có thể nhìn ra vị tiểu cô nương này là chất lượng tốt hộ khách tiểu cô nương người muốn mua gì. Ngài trên thân chăn đơn, vũ nhu tử nhanh chóng nói, cái gì cũng có thể bán đại lão ngài là cái gì cũng có thể bán đi vì vậy trên thân chăn đơn có thể bán đi vũ nhu tử bổ sung cái gì cũng có thể bán đại lão khe khẽ thở dài nói ta thật là cái gì cũng có thể bán bất quá ta vẫn có điểm mấu chốt tỉ như ta không bán thân vũ nhu tử chân thực không dám giấu giếm kỳ thật ta bản thể liền là này cái mền ta là một cái mền tinh cái gì cũng có thể bán đại lão nói phù quy tiền bối cười ra tiếng cái gì đều có thể lừa dối được rồi ta đây lui mà cầu tiếp theo vũ nhu tử nói ta muốn mua một cái cùng khoản không hai cái cùng khoản chăn đơn cái gì cũng có thể bán đại lão cô nương ngươi nói sớm đi cùng khoản chăn đơn ta còn có rất nhiều hơn nữa cô nương ngươi quả nhiên thật tinh mắt liếc thấy bên trong cái này cái mền chỗ tuyệt vời tại đây nhân tình băng lãnh lúc thường thường chỉ có trên thân chăn đơn mới có thể làm cho người ta một tia ấm áp dứt lời, cái gì cũng có thể bán đại lão đưa tay một chảo, trong hư không cầm ra hai cái cùng mẫu mã chăn đơn tới đây. Ngũ phẩm pháp khí che đậy khí tức chăn đơn, tứ phẩm có thể sử dụng, đắp lên về phía sau, thậm chí đã liền bát phẩm huyền thánh cũng rất khó cảm ứng được người khí tức trên thân. Chúng nó là ta trên thân này cái mền yếu hóa bản, người đáng giá có được. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Bao nhiêu linh thạch, vũ nhu tử hỏi. Bạch tiền bối đưa cái kia một xe đẩy bảo vật, về sau bị tống tiền bối chứa vào đến hạch tâm thế giới đi. Chẳng qua Vũ nhu tử trên thân còn có rất nhiều linh thạch, đều là theo thiên đạo phòng tối bên trong đào được. Ba khối ngũ phẩm linh thạch, giá vốn, cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Thành giao, Vũ nhu tử sảng khoái lấy ra ba khối ngũ phẩm linh thạch, giao cho đại lão. Sảng khoái, cái gì cũng có thể bán đại lão đưa lên hai cái cái mền, giao dịch thành công, tiểu cô nương chúng ta về sau hữu duyên gặp lại. Chờ chút, tiền bối, ta còn có một cái muốn mua đồ vật." Vũ Nhu Tử đột nhiên nói. "Ta liền thích người khách hàng như vậy," nói, "Cái gì cũng có thể bán đại lão lộ ra nghề nghiệp tính mỉm cười. Có hay không có có thể làm cho bản mệnh kim đan mang thai bảo vật?" Vũ Nhu Tử hỏi. "Cái gì cũng có thể bán đại lão kim đan mang thai?" Trên thế giới này đâu có chuyện như vậy. "Có," Vũ Nhu Tử nói. "Có," Bạch Long Tỉ Tỉ mỉm cười nói vừa gặp qua, Quy Tiền Bối nói: "Cái gì cũng có thể bán đại lão. Ta vừa rồi bỏ lỡ cái gì sao? Ta cảm ứng được vị tiểu cô nương này bên người không có, Bá Tống Huyền Thánh khí tức về sau, liền xuyên qua không gian mà đến, trong lúc này ta bỏ lỡ chuyện gì?" "Thật có lỗi, tiểu cô nương, kim đan mang thai sự tình ta còn muốn suy nghĩ một chút." "Cái gì cũng có thể bán đại lão nhíu mày nói. Hắn được xưng cái gì cũng có thể bán." nhưng hôm nay gặp gỡ tiểu cô nương này về sau rồi lại một hơi nhị liên quỳ đại lão trong lòng có chút không cam lòng chẳng qua tuy rằng kim đan mang thai bảo vật ta đây không có hàng thế nhưng ta đây có một loại khác có thể thay thế đồ vật ta xem tiểu cô nương người bây giờ là tứ phẩm cảnh giới có hứng thú hay không mua cái cao phẩm chất ngũ phẩm đại yêu đan vui đùa một chút thông qua đặc thù thủ pháp luyện chế thành ngoại đan về sau người ở tứ phẩm cảnh giới có thể có được tiếp cận ngũ phẩm sức chiến đấu. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Vũ Nhu Tử lắc đầu, ngoại đan chi đạo không phải ta muốn muốn, ta cần nhờ thực lực của mình tấn trước ngũ phẩm, ngừng tụ cửu long văn. Ta cũng không thể bị tống tiền bối kéo xuống quá nhiều. Ta theo như lời, ngoại đan cũng không phải là hôm nay cái loại này ngoại đan chi đạo, mà là đem yêu đan luyện chế thành, pháp khí mang theo tại trên thân thể liền được. Đây là thời kỳ viễn của một môn phái bí pháp, loại này ngoại đan, coi như là ngũ phẩm linh hoàng mang theo tại trên thân thể, cũng có thể làm một cái linh lực chứa đựng ao, nhiều một phần kim đan cấp linh lực bổ sung. Cái gì cũng có thể bán đại lão mỉm cười nói, công năng, liền với ngươi đã có được hai quả kim đan là giống nhau hiệu quả. Nghe chơi rất khá bộ dạng, ta đây muốn một cái thành phẩm. Vũ Nhu Tử nói, hào thoải mái, ta liền ưa thích dạng này khách nhân. Mua tài liệu, mua luyện khí phương pháp bản thân đi luyện chế, nhiều mệt mỏi. Trực tiếp mua thành phẩm, người tốt ta cũng tốt. Không có vấn đề, chẳng qua bởi vì đây là bí pháp luyện chế ra tới đây pháp khí, tuy rằng cũng là ngũ phẩm, nhưng giá cả sẽ hơi cao. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Vũ Nhu Tử nhẹ gật đầu, bao nhiêu linh thạch. Một nghìn khối ngũ phẩm linh thạch, giá cả tuy rằng cao, chẳng qua thật sự. Cái gì cũng có thể bán đại lão nói. Lần này hắn là thật đầu kiếm một chút. Nếu không, cái này, ngoại đan pháp khí, bắt được ngoại giới đi bán, giá cả ít nhất lật vài lần. Vũ Nhu Tử móc ra một khối bát phẩm linh thạch, đưa cho cái gì cũng có thể bán đại lão tính tiền. Giao dịch thành công, cái gì cũng có thể bán đại lão đem, ngoại đan, thành phẩm đưa cho Vũ Nhu Tử. Đó là một cái xinh đẹp sợi dây chuyền, hạch tâm là nắm đấm lớn thủy tinh, bên trong phòng ấn lấy một mai ngũ phẩm đại yêu yêu đan. Vũ Nhu Tử tiếp nhận cái này, ngoại đan pháp khí, thời gian, có thể cảm ứng được trong đó có ấm áp linh lực truyền tới, tiến trong cơ thể nàng, đồng thời lại tại nàng bên ngoài thân hình thành một tầng, linh khí phòng ngự. Đã có cái này, ngoại đan nàng có thể điều động tiếp cận ngũ phẩm cấp linh lực. Chẳng qua, không có xứng đôi thể chất cùng pháp thuật, võ khí, có được ngoại đan pháp khí cũng chỉ có thể ăn hiếp một chút tứ phẩm tu sĩ. Giao dịch xong về sau, cái gì cũng có thể bán đại lão phất phất tay, đi đấy hắn cảm ứng được tống thư hàng khí tức đã tới gần, vậy là nhanh chóng bỏ chạy. Cái gì cũng có thể bán đại lão vừa vừa biến mất, tống thư hàng liền mang theo tối Việt cư sĩ tiến vào. Vũ nhu tử, tiền bối dẫn tới, chúng ta chuẩn bị xuất phát, tống thư hàng theo trong cửa sổ nhảy tiến đến. Tối Việt cư sĩ sau đó cùng vào. Hắn nhìn qua tống thư hàng, lại nhìn lấy đồng dạng, tồn tại cảm giác, rất thấp vũ nhu tử, cùng với trên giường, tiểu trong suốt, tô thị A thập lục, cư sĩ trong lòng lập tức ấm áp cùng chung chí hướng đồng bệnh tương liên đạo hiếu vẫn còn có hai vị ta đạo không cô a lúc này vũ nhu tử đang ngồi xổm trên mặt đất đem một cái cái mền khóa lại trên người mình a à, tống tiền bối ngươi xem hình dáng này của ta đẹp trai sao vũ nhu tử hỏi tống thư hàng cái này cái mền thoạt nhìn không phải nhà hắn a có chút nhìn quen mắt chờ chút cái này không phải cái gì cũng có thể bán đại lão trên thân chăn đơn sao tống thư hàng nói vũ nhu tử nhẹ gật đầu là cùng khoản ta mua hai cái nếu như a cha có thể tại thực tiên yến phía trước vượt qua thiên kiếp tham gia thực tiên yến lời nói ta có thể đem một cái đầu khác cái mền đưa cho hắn đến lúc đó ta cùng a cha cha và con gái cùng khoản chứa tống thư hàng cái gì cũng có thể bán đại lão vừa rồi đi ngang qua rồi hả đáng tiếc đại lão đi quá nhanh, hắn vốn đang có cái gì muốn từ đại lão trong tay mua đây. Đi đi đi, đã cư sĩ tiền bối tới, chúng ta xuất phát tiến về trước thực tiền yến đi. Tiếp đó trên đường nếu như có thể gặp gỡ, hung thú, rực phương kình thì tốt rồi, chúng ta có thể đem hắn bắt lấy. Vũ Nhu Tử nói, lúc này, tối Việt cư sĩ sờ sờ cầm nói, nếu như các người nói chính là rực phương kình lời nói, hắn đã bị người bắt được. Vũ Nhu Tử, ha ha. Tam Lãng mới vừa nói, con mãnh thú kia rất thông minh, chạy xa mà đi rồi, lại trực tiếp hướng trong vũ trụ chạy trốn. Kết quả gặp được theo mặt trăng tu luyện trở về Thanh Vân Đạo Quân, đã bị cầm vừa vặn. Tối Việt cư sĩ nói. Vũ Nhu Tử nghe vậy, một mặt thất lạc. chương 1408, Nguyện chân Thực Thánh Quang đối với người mỉm cười, hài tử. Cái này kịch bản không đúng a à? Vũ Nhu Tử phiền muộn nói. Tống Thư Hàng, gì đó? dực phương kình bị người khác đã tóm được vũ nhu tử nói nàng tại biết được dực phương kình chạy trốn lúc trong đầu cũng đã não bổ ra một cái nội dung cốt truyện nàng cùng tống tiền bối vô danh cư sĩ tụ hợp tiếp đó mọi người khắp nơi tiến về trước thực tiên yến trên đường dực phương kình hiện thân ba người cùng dực phương kình đại chiến một trận đem bắt được cuối cùng đạt được biệt tuyết tiên cơ đặc chế cá voi loại tiên hào một phần kết quả ba người cũng còn không có xuất phát dực phương kình đã bị người bắt đi ban thưởng cũng giải cánh đã bay ha ha không có biện pháp dù sao chúng ta không phải bạch tiền bối nếu như lần này bạch tiền bối cùng chúng ta cùng lúc xuất phát lời nói nhất định có thể gặp gỡ cái này đầu dực phương kình đi bên cạnh anh tuấn cư sĩ mỉm cười nói vũ nhu tử ủ rũ mỗi khi thời điểm này ta đặc biệt muốn niệm bạch tiền bối ta ngược lại cảm giác nếu như có thể bình an đến thực tiên yến phụ cận liền tốt đừng có khó khăn chắc trở Tống Thư Hàng thở dài nói. Bạch tiền bối còn không có xuất quan, mọi người trong nội tâm đều rất bất an. Tống Thư Hàng hy vọng lần này thực tiên yến có thể bình an, đừng xảy ra chuyện gì. Mùng 6 tháng 10 năm 2019, 10 giờ đúng. Tống Thư Hàng, Vũ Nhu Tử, thần bí cư sĩ chỉnh lý xong vật phẩm, ngự kiếm, ngự đao, điều khiển pháp bảo tiến về trước thực tiên yến hiện trường. Thần bí cư sĩ hai tay thả lỏng phía sau, chân đạp một cái vòng tròn vòng, trên vòng tròn mọc ra một đôi cánh nhỏ, tốc độ cực nhanh. Tại hắn phi hành lúc, vòng tròn bên trong còn sẽ tản mát ra nhàn nhạt, nhạt mùi rượu. Vì để cho bản thân tồn tại cảm giác càng mạnh hơn nữa một chút, thần bí cư sĩ cũng là nghĩ hết biện pháp. Sau đó là Vũ Nhu tử, thực lực của nàng yếu nhất, vì đuổi theo Tống thư hàng cùng thần bí cư sĩ, thi triển là tương đối tiêu hao pháp lực, kiếm quang độn pháp thân hình cùng kiếm quang hòa làm một thể, một cái chớp mắt mà qua đã có viên kia, ngoại đan pháp khí, bổ sung linh lực, tại linh lực tiêu hao bên trên thời gian ngắn không thành vấn đề. Tống Thư Hàng cùng Vũ Nhu Tử song song, hắn chỉ là sử dụng phổ thông ngự đao phi hành thuật. Bảo đao phách toái thân đao phát triển lớn, ở trên xuân cá voi vòng bảo hộ mở ra. Tống Thư Hàng một mực cầm lấy vòng bảo hộ, trong lòng một hồi an tâm. Trên đường đi, thần bí cư sĩ cùng Tống Thư Hàng thảo luận gia tăng bản thân tồn tại cảm giác chủ đề, hai người đưa ra vô số loại giả thiết, trò chuyện với nhau thật vui, hận không thể có thể trò chuyện qua 10 ngày 10 đêm. Thần bí cư sĩ trong lòng không khỏi sinh ra, hận vì gặp nhau quá muộn, cảm giác. 3 giờ chiều, Tống Thư Hàng ba người rốt cuộc tiến nhập lần này, thực tiên yến, tổ chức Bạch Long Hải tỉnh Phạm Vi. Nhanh đến, thần bí cư sĩ nói. Vũ Nhu Tử, mệt chết ta, Tống Tiền Bối, Kiếm Thánh Tiền Bối, chúng ta tốc độ thả chậm điểm đi. Không có vấn đề, Vũ Mao Tiên Tử vừa vặn, chúng ta cũng muốn xác định xuống Tô Thị A thất đạo hữu vị trí của bọn hắn, tốt hướng dẫn đi qua. Thần bí cư sĩ gật đầu nói. Vậy là, tống thư hàng ba người thả chậm tốc độ phi hành. Thần bí cư sĩ thì bắt đầu liên hệ cuồng đao tam lãng cùng Tô Thị A thất. Lúc này, trong hư không, thỉnh thoảng có thể thấy có kiếm quang, độn quang, tiên thuyền, thần toa các loại hào quang chợt lóe lên. Tới từ thế giới các nơi tham gia, thực tiên yến, thành viên, đều tại hướng Bạch Long Hải tỉnh chạy đến. Lần này thực tiên yến, mời phạm vi cực lớn, không giới hạn tại tu chân giới. Tống thư hàng còn chứng kiến có cưỡi năm màu thiên mã kỵ sĩ, nhanh chóng theo hắn bên người đi qua. Thiên mã bốn chân tại trong hư không chạy vội, như an tâm đấy, đẹp trai cực kỳ. Phi mã kỵ sĩ, long kỵ sĩ, đều là rất soái nghề nghiệp a. Màu sắc rực rỡ ngựa, muốn ăn, lúc này, tại Tống thư hàng đỉnh đầu, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói. Bà đi phía trước đang vùng chân chạy như điên năm màu thiên mã, đột nhiên móng trước trượt chân, quỳ về phía trước trượt ra hơn trăm mét. Tống Thư Hàng, lập tức kỵ sĩ phản ứng nhanh nhẹn, thân hình hắn nhảy, theo lập tức nhảy xuống. Tiếp đó đưa tay một chảo, đem bản thân năm màu thiên mã giữ chặt. Năm màu thiên mã thật vất vả mới đứng vững thân thể, nhưng hắn bốn chân còn đang ở run rẩy không ngừng, giống như gặp được chuyện rất đáng sợ một loại đang mặc khôi giáp kỵ sĩ một mặt mộng bức, chỉ có thể đưa tay nhẹ nhàng trấn an bản thân thiên mã, trong miệng nói qua an ủi lời nói. Thật vất vả mới đưa thiên mã tâm tình trấn an đi xuống. Tiếp đó khôi giáp kỵ sĩ trở mình lên ngựa. Năm màu thiên mã đôi cánh chấn, tiếp tục đạp trên hư không chạy vội mà đi. Bạch Long tỉ tỉ đưa mắt nhìn năm màu thiên mã rời xa, trong ánh mắt mang theo lưu luyến không rời chi ý. Khổ, Bạch Long tỉ tỉ mời nhẫn nại một chút ta cùng biệt tuyết tiên cơ vẫn có chút giao tình, chờ thực tiên yến sau đó, ta mời tiên cơ xuất thủ cho người tới đây một bàn toàn bộ ngựa tiệc. Tống Thư Hàng nói, trên người hắn còn có chút linh thạch, trả giá một bữa toàn bộ ngựa tiệc có lẽ không có vấn đề. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười nói, ta cũng liền chỉ nói là dứt lời. Ta bây giờ trạng thái là cùng loại công đức chi thân, muốn ăn cũng ăn không hết bất kỳ vật gì. Dứt lời, nàng một lần nữa thu nhỏ, Trốn ở tống thư hàng bạch kình vòng bảo hộ bên trong Ba người tiếp tục chậm rãi về phía trước phi hành Lúc này, xa xa lại có một vị tu luyện giả bay tới Vị này tu luyện giả cũng không phải tu chân hệ thống hắn dâu tóc bạc trắng Nhưng thân hình cao lớn, to lớn có lực Toàn thân cơ bắp bạo tạc, vết thương đầy người Trên người hắn chỉ mặc một cái quần bãi biển, cưỡi một cái quái dị linh thú Cái này đầu linh thú nhìn qua có điểm giống con nhện chẳng qua thân thể vị trí là một cái con mắt thật to. Trên lưng có một đôi cánh rơi, chậm rãi đập rung lấy. Lão giả xa xa thấy chậm rãi phi hành tống thư hàng mấy người, mới đầu cũng không để ý, chuẩn bị cưỡi linh thú theo tống thư hàng bên người bay qua. Bất quá khi hắn sắp tiếp cận tống thư hàng lúc, đột nhiên trong lòng khẽ động. Thiên hạ không người không biết quân thuộc tính phát động. Bá, bá tống bá, bá nho, hắn run rẩy nói. Tống thư hàng, làm một vị tóc trắng xóa lão hán hướng về phía người gọi, bá bá, thời gian, loại tâm tình này là bực nào nằm thảo. run rẩy xong sau, phạm vỡ lão hán chỉ huy bản thân con nhện linh thú rời xa Tống Thư Hàng một chút khoảng cách, một mặt sợ mang thai bộ dạng. Tống Thư Hàng, tiếp đó, lại sau một lúc lâu phía sau, tóc trắng xóa lão hán đột nhiên lại trong lòng khẽ động. Ánh mắt của hắn rơi vào Tống Thư Hàng nắm tay phải vị trí. Chỗ đó, là tống thư hàng bản mệnh pháp khí, nghịch kinh vũ sĩ quyền sáo. Tiếp đó, lão hán đột nhiên lại kích động lên, hắn chỉ huy bản thân linh thú cẩn thận từng ly từng tí tới gần tống thư hàng. Tống thư hàng, rồi cha thánh quang sẽ vứt bỏ tín đồ, thế nhưng chân thực thánh quang vĩnh viễn không vứt bỏ bất luận kẻ nào. Lão hán đối với tống thư hàng nói, rứt lời hắn nhéo ngón tay cái, dùng sức đặt tại lồng ngực của mình, hắn theo tống thư hàng bao tay bên trên cảm ứng được cao nhất quy cách, chân thực thánh quang vậy đơn giản là thần minh hóa thân cấp thánh quang. Tống thư hàng một mặt mộng bức. Lúc này, Bạch Long tỉ tỉ thanh âm truyền đến, nguyện chân thực thánh quang đối với người mỉm cười, hài tử. Người trả lời như vậy hắn, trên mặt dáng tươi cười trả lời hắn. Tống thư hàng khóe miệng khẽ co lại, thật vất vả nặn ra cái ôn nhu dáng tươi cười tới đây, nguyện chân thực thánh quang đối với người mỉm cười, hài tử đối với một vị có thể làm bản thân ra ra người xưng hô hắn là hai tử tống thư hàng cảm giác toàn thân đều tới nổi da gà một loại không cách nào lời nói xấu hổ cảm giác sông lên đầu thấy tống thư hàng cái kia ôn nhu dáng tươi cười về sau vị này ngũ phẩm cảnh giới lão hán đột nhiên khóc lớn lên ô ô ô chân thực thánh quang a à, người không có vứt bỏ chúng ta thánh giả mời nói cho chúng ta biết chúng ta thần minh đi đâu tóc trắng xóa phạm vỡ lão hán nghẹn ngào nói Tống Thư Hàng, Thánh giả, chúng ta thần minh, không thấy, cơ bắp lão hán tiếp tục nói, cái ngày đó, chúng ta mở to mắt, rồi lại phát hiện mình quên lãng rất nhiều chuyện. Chúng ta rõ ràng bởi vì cùng một cái tín ngưỡng lẫn nhau tụ tập ở cùng một chỗ, chúng ta trong tay còn có giáo nghĩa cùng thánh điển, ở trên ghi chép chân thực thánh quang ý nghĩa. Chúng ta mơ hồ còn nhớ rõ, thần minh đã từng ngay tại bên người chúng ta. Thế nhưng hiện tại, chúng ta quên mất hết thảy Chúng ta quên mất chúng ta thần minh, Chúng ta thậm chí không cách nào nhớ lại thần minh là cái dạng gì nữa đây. Rất nhiều đồng bạn rời đi, càng ngày càng nhiều đồng bạn mê mang, đã mất đi phương hướng. Chủ ta ở đâu? Chủ ta vứt bỏ chúng ta sao? Tống thư hàng ngẩng đầu vọng thiên. Ừ, hắn ước chừng có thể đoán được vị này lão hán thân phận. Trung yên chi giáo tín đồ, thậm chí có thể là cuồng tín đồ. Bọn họ thần minh, đệ nhị thiên đạo tạo vật, mở to mắt con người tinh cầu bị đương kim thiên đạo ném vào đến, thiên đạo phòng tối, trong đi. Cùng tống thư hàng đám người, mở to mắt con người tinh cầu bị theo căn nguyên bên trên biến thành tiểu trong suốt. Chư thiên vạn giới bên trong, tín đồ của nó cũng không nhớ nổi nó, không nhớ nổi hắn thần tên, không nhớ nổi hình dạng của nó, không nhớ nổi hắn thần uy. Ngẫm lại, còn rất thảm. Tín ngưỡng trong một đêm triệt để hỏng mất. Mà bây giờ, vị này cơ bắp lão hán chỉ sợ bởi vì tống thư hàng, nghịch kinh vũ sĩ quyền xáo, bên trong trung yên thánh quang khí tức, tăng thêm tống thư hàng, bát phẩm huyền thánh, thân Phật, liền đưa hắn ngộ nhận là là trung yên chi giáo, bên trong thánh giả. Thánh giả, chúng ta thần minh, còn đang ở sao, lão hán mỉm cười nói. Hiện tại làm sao trở về hắn, tống thư hàng hướng Bạch Long tỷ tỷ hỏi. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu cười một tiếng, tự do triển khai đi, ta cho là hắn tìm tới người có cái gì chuyện trọng yếu, xem ra hắn chỉ là đem ngươi nhận sai. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, tiếp đó hắn chậm rãi nói, thần minh lão nhân ra người. Chết rồi, chết, chết, cơ bắp lão hán mở to hai mắt nhìn. Một lát sau, hắn đột nhiên hét lớn, không có khả năng, không có khả năng. Chủ ta, làm sao có thể sẽ chết? Chư thiên vạn giới, bất tử bất diệt bất hủ, chỉ có thiên đạo. Thần minh hắn, không phải thiên đạo, Tống Thư Hàng chậm rãi nói. Ta không tin, ta không tin, ta không nghe, ta không nghe cơ bắp lão hán bụng lấy lỗ tai của mình, hét lớn. Cái này kinh điển động tác, nếu như từ đáng yêu tiểu la lị để làm lời nói kêu manh, kêu ngạo kêu ngạo manh. Nếu như từ một cái vạm vỡ tóc trắng lão hán để làm lời nói, kêu sụp đổ, kêu quỷ xúc. Thánh giả, chúng ta thần minh sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Chúng ta đem hắn triệu hoán đi ra đi, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chúng ta nhất định có thể đem hắn một lần nữa triệu hoán đi ra quỷ kêu nửa ngày về sau, vạm vỡ lão hán ngẩng đầu lên, nhìn qua Tống Thư Hàng, mong đợi nói. Tống Thư Hàng trong lòng khẽ động, hắn trầm giọng nói các ngươi đã làm xong triệu hoán chuẩn bị. Các ngươi biết rõ đại giới sao? Nguyện vì chủ ta dâng ra sinh mệnh, tóc trắng lão hán lớn tiếng nói. Quả nhiên, cuồng tín đồ loại này bị tẩy não sinh vật, chỉ số thông minh trừ 100. linh 1409, phô trương, khí thế, chúng ta không thể thua. Mặt khác, Tống Thư Hàng trong lòng có chút lo lắng. Trung Yên chi giáo ra hỏa nhìn qua muốn làm cái đại tin tức. Trước mặt kệ bọn hắn đại tin tức có thể hay không làm ra tới đây. Dù sao đang làm đại tin tức trên đường, nguy hại chắc chắn sẽ không nhỏ. Lại thêm bạch tiền bối chậm chạp không có xuất quan. Trung Yên chi giáo ra hỏa không phải là muốn tại, thực tiên yến, bên trên gây sự đi. Hơn nữa, rất có thể bọn hắn làm ra sự tình đối với bạch tiền bối, mà nói đều là cái đại phiền toái. Tóm lại, trước đem cái này tóc trắng lão hán bắt lấy, đưa hắn mang cho Cửu Châu nhất hào quần, tiền bối, nhìn xem có biện pháp nào không đem Trung Yên chi giáo kế hoạch lớn cho móc ra đi. Xuất thủ. Tống thư hàng tâm niệm vừa động, một hơi thúc dục, nheo ra kim cương thân, Thánh viên long lực thần công, cùng với cương thủ ba đại thối thể phương pháp. Ngay sau đó, thân hình hắn nhảy lên, theo trên phi kiếm nhảy ra quân tử vạn lý hành, tiến giai, thiên hành kiện, thi triển mở ra. Nháy mắt thời gian, Tống Thư Hàng đã xuất hiện ở lão già tóc bạc trước người. Hắn vươn tay ra, cầm hướng lão già tóc bạc. Nghịch kình vũ sĩ si quyền sáo hiện ra nguyên hình, một quyền oanh tại tóc trắng lão hán trên thân. Hỏa hệ, thánh quang hệ, nguyên rùa, kịch độc, huyễn thuật một đám liên tiếp kèm theo hiệu quả bạo tạc. Huyễn thuật bên trong còn cất giấu, làm nổ tâm ma, năng lực. Bị cái này đầu, nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, về sau, các loại kèm theo thương tổn quả thực phát rồ. Nghịch kình vũ sĩ quyền sáo, tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, thú thần bộ. Người không phải thánh giả, cơ bắp lão hán hét lớn. Trung yên chi giáo cùng tam thập tam thú thần tông hai bên có mâu thuẫn, là sinh tử đại địch. Cơ bắp lão hán bên trong quyền về sau, nổi giận gầm lên một tiếng, tại hắn trên người có âm lãnh thánh quang hiển hiện, chống cự trên thân cái kia liên tiếp kèm theo thương tổn. Đồng thời, hắn tỏa hạ cái kia độc nhãn con nhện tiếng rít, đôi cánh đập. Liền chạy thoát. Mặc dù là cuồng tín đồ, nhưng hắn không phải người ngu. Đối phương là bá tống huyền thánh, bá nho huyền ma. Trong truyền thuyết chừng hai mắt tựu sẽ khiến người mang thai đáng sợ tồn tại. Hắn không phải là đối thủ. Hắn chỉ có chạy thoát thân, hy vọng phụ cận, trung yên chi giáo, thành viên khác có thể phát hiện hắn, yểm hộ hắn nhưng hắn tỏa hạ cái kia con nhện vỗ cánh bay ra hơn trăm thước lúc, một đầu đụng phải một vị nam tử trên thân. Nam tử thân hình cao lớn, hai tay thả lỏng phía sau. Chân hắn đạp một cái vòng tròn vòng, trên vòng tròn hiện ra từng trận mùi rượu. Kỳ quái, nam tử này lúc nào xuất hiện ở nơi đây? Tóc trắng lão hán trong lòng một hồi nghi hoặc. Ta vẫn ở nơi đây, nam tử phảng phất có đọc tâm năng lực, bình tĩnh nói. Vẫn luôn tại đây. Không có khả năng, nếu như vẫn luôn tại đây lời nói, ta tỏa kỵ làm sao có thể sẽ một đầu đụng vào trên người của ngươi. Bởi vì ngươi không để ý đến ta, đem ta trở thành trong suốt. Nam tử giống như nhìn thấu tóc trắng lão hắn tâm tư, tiếp tục nói. suốt lời, hắn đưa tay, quần áo ống tay áo đột nhiên biến to lớn. Ống tay áo một cuốn, tóc trắng lão hắn đã bị cuốn vào trong đó. Không không không, thả ta đi ra ngoài, ta còn muốn cứu vớt thế giới, cứu vớt chủ ta. Tóc trắng lão hán kêu lên. Tiếng kêu càng ngày càng thấp, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thần bí cư sĩ khẽ thở dài một cái, ống tay áo lùi về nguyên lai lớn nhỏ. "Tụ lý càn khôn," Tống thư hàng hâm mộ nói. "Loại này trong truyền thuyết pháp thuật, thần bí cư sĩ vậy mà sẽ." "Pháp thuật kia đã dính đến không gian đi." "Không tính là tụ lý càn khôn, chỉ là một loại đem vật thể thu nhỏ tiếp đó phong tỏa giam giữ pháp thuật." chỉ có thể dùng để ăn hiếp một chút so với chính mình cảnh giới thấp tu sĩ, đối với cùng cảnh giới tu sĩ không có hiệu quả." Thần bí cư sĩ giải thích nói. Vũ nhu tử vừa gõ tay trái, cùng với ta, một tấc thu nhỏ túi. Nguyên lý bên trên không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. A Thất đã phát tới tọa độ, chúng ta đi trước cùng A Thất tụ hợp." Thần bí cư sĩ mỉm cười nói. Ba người một lần nữa điều khiển lên độn quang, hướng Tô thị A Thất cùng cuồng đao tam lãng vị trí đi lúc này cửu châu nhất hào quần bên trong cuồng đao tam lãng thực tiên yến khách nhân càng ngày càng nhiều hoàng sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu có phát hiện cái gì dị trạng sao cuồng đao tam lãng trước mắt không có phát hiện bất kỳ dị trạng nhìn không ra lần này thực tiên yến sẽ có nguy hiểm gì ta cảm giác bạch tiền bối hẳn là đem bế quan thời gian thiết lập tại đêm nay vướng thời gian xuất quan để chống tài khoản chúng ta bên này có chút dị trạng Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, tiếp tục chú ý, đem người tọa độ chia sẻ bỏ vào trong nhóm, trong nhóm đạo hữu đến lúc đó trước hướng người tập trung. Không có vấn đề, cuồng đao tam lãng nói. Lệ chi tiên tử, ta đã lên đường, trên đường đi cũng không có phát hiện dị chẳng. Chẳng qua, phát hiện một ít, chư thiên vạn giới, tới đây cao thủ, theo khí thức nhìn lại rất mạnh. Đến lúc đó thực tiên yến tỉ thí, sẽ có một cuộc ác chiến. Đáng tiếc, ta nhớ được chúng ta trong nhóm không ai có thể tham gia 20 tuổi trở xuống tỉ thí hạng mục. Nếu không, lấy chúng ta trong nhóm đạo hữu tư chất, nhất định có thể tại 20 tuổi phía dưới thiên tài tổ bên trong hợp lại một cái thứ tự đi ra. Tuyết lang động chủ nói, cuồng đao tam lãng, mọi người, đừng quên ta à. Ta thế nhưng là vĩnh viễn thanh xuân 18 tuổi, đến lúc đó 20 tuổi trở xuống phân đoạn, từ ta đại biểu quần xuất chiến. Tô thị A thất, đến lúc đó, đừng nói ta nhận thức ngươi. Sực sư, giọng nói đến thời gian, sẽ có chuyên môn pháp thuật xem xét tuổi, tam lãng người liền buông tha đi. Cuồng đao tam lãng, đúng rồi, đồng quái tiên sư, tính hắc khỏe người có thể hay không ngụy trang thành 18 tuổi, tham gia 20 tuổi trở xuống tuổi tổ, treo lên đánh chư thiên vạn giới thiên tài. Đồng quái tiên sư, ta còn muốn mặt. Cuồng đao tam lãng, người muốn cái gì mặt, người không phải mỗi ngày đều tại đổi lại mặt sao. Đồng quái tiên sư, Bắc hà tán nhân, chờ chút, để chống tài khoản vị kia là vô tiền tử còn là bá tống người có cái gì dị trạng bắc hà tiền bối không hổ là trong nhóm lương tâm hắn lần nữa nhảy cảm thấy được cái kia để chống tài khoản phát biểu trăng sáng bao lâu có tính còn là ta đến phát biểu đi ta so với bọn hắn tới đây trạng thái muốn tốt một chút chúng ta vừa tóm đến một cái trung yên chi giáo giáo đồ bọn hắn muốn tại thực tiên yến phụ cận gây sự muốn triệu hoán bọn hắn cái kia bị người quên lãng thần minh Ta đã bắt lấy hắn, một lát chúng ta thử xem có thể hay không theo trong miệng hắn đào ra điểm hữu dụng tin tức tới đây. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, cái này Trung Yên chi giáo gần nhất tựa hồ rất sinh động a. À. Một lát Đông Phương Lục tiên tử muốn đến, từ nàng tới đây chịu trách nhiệm tra hỏi tin tức đi. Tra hỏi xong sau, nếu như gia hỏa này còn tỉnh, liền đem hắn lưu cho ta. Hoàng Sơn tiền bối cùng Trung Yên chi giáo cũng có động chạm bọn hắn một hệ, Hoàng Sơn Tế, luôn đưa tới, ngụy thần, công kích. Mà những cái kia ngụy thần, phần lớn cùng Trung Yên chi giáo có quan hệ. Đông Phương Lục Tiên Tử, lập tức tới ngay, tam lãng, chịu chết đi, ai ra hôm nay muốn đem ngươi từ đầu nghiền đến đuôi. Cuồng đao tam lãng, ta lúc nào đắc tội qua Đông Phương Lục Tiên Tử rồi hả? Tô Thị A Thất, thực tiên yến ngoài có bát phẩm huyền thánh cấp cường giả xuất hiện. Xem bộ dáng là phương Tây huyền thánh. Theo lệ cũ, Huyền Thánh lên biểu diễn thời gian, sẽ có thông báo A. À. Nhìn xem là vị nào Huyền Thánh. Mỗi khi Huyền Thánh hiện thân thời gian, liền là lớn phô trương muốn tới thời điểm. A à thất, nhớ kỹ thu video A. À. Cổ hồ quan chân quân nói. Cuồng đao tam lãng, ta đi thu, ta chuẩn bị đi thực tiên yến cửa ra vào cắm điểm đi. Nguyễn cho đông phương lục tiên tử tìm tới tận cửa rồi, không hiểu thấu nghiền hắn một mặt. Lúc này thực tiên yến chỗ phía nam trường sinh kiếm tông bí cảnh bên ngoài. Hai cái màu đỏ long thú lôi kéo một cỗ hoàng kim chiến xa, từ xa đến gần. Hoàng kim trên chiến xa đứng đấy một vị đang mặc màu đỏ lễ phục váy cao gầy nữ tử, nàng một đầu hỏa hồng tóc dài, hai mắt như rồng đồng tử. Trên người nàng tản ra bát phẩm huyền thánh cấp khí tức, năng lượng cường đại giống như hải dương. Cổ vu nhất mạch, yêu mộng thánh quân, chào mừng ngài đến trường sinh kiếm tông một vị trưởng lão mặt mỉm cười, tiến lên nghênh đón nói. Vị trưởng lão này, nhìn qua giống như là vị thi nhân. Màu đỏ cự long dừng lại tại trong hư không, sau đó cái kia tóc đỏ cao gầy nữ tử theo trên chiến xa nhảy lên. Đông, nàng vững vàng đáp xuống tại trường sinh kiếm tông trưởng lão trước mặt, giày cao gót đụng chạm lấy mặt đất, phát ra vui tai tiếng và đập. Đã lâu không gặp, nhân trưởng lão, yêu mộng thánh quân cùng vị này, nhân trưởng lão tựa hồ là quen biết cũ. Nhân trưởng lão mỉm cười, làm cái, mời, thủ thế. Đúng rồi, nhìn năm đệ nhất thánh đã tới sao, yêu mộng thánh quân mở chừng hai mắt, dò hỏi. Nhân trưởng lão lắc đầu, còn không có, bất quá lần này thực tiên yến, bá tống thánh quân nhất định sẽ tới đây. Ta rất chờ mong, yêu mộng liếm liếm khóe miệng, gợi cảm vô cùng. Sau đó, nàng cùng nhân trưởng lão cười cười nói nói, đi nhanh bước vào bí cảnh ở trong. Cuồng đao tam lãng, là yêu mộng thánh quân, nàng là thực tiên yến quá khách nhân. Lần này nàng phô trương biến càng khí phách, lần trước thực tiên yến thời gian, nàng mới chỉ có một cái long thú kéo xe, lần này biến thành một đôi màu đỏ long thú, đẹp trai a. À. Sứt lời, đem hắn vừa rồi xây dựng chế độ video phát đi tới. Ta là bên cạnh thiên nhai giác tiểu bạch hạc, khó trách nàng lần này cái thứ nhất lên biểu diễn, đầu năm nay muốn bắt một đôi long thú có thể không dễ dàng, Vị thứ nhất thánh quân lên biểu diễn về sau, đằng sau khẳng định còn sẽ có khác thánh quân lên biểu diễn. Đúng rồi, thất tu thánh quân, bạch thánh, thất sinh phù phù chủ, ba vị thế nhưng là chúng ta cửu châu nhất hào quần ba đại thánh quân, cũng không thể yếu đi phô trương A. Cuồng đao tam lãng nói. Thất sinh phù phù chủ. Thất tu thánh quân, ta chỉ là người mới thánh quân, phô trương phương diện không cần quá chú ý. Mặt khác, tam lãng người nhớ đừng quên bá tống chư thiên vạn giới tu luyện giả đối với bá tống huyền thánh tương đối đặc sắc để chống tài khoản nhưng ta từ chỗ nào chơi đùa cái lớn phô trương tống thư hàng một mặt tuyệt vọng bát phẩm kinh thánh cốt trang trí bảo đao phách toái theo trong tài liệu mà nói bát phẩm kinh thánh cốt pháp khí bức cách không tệ thế nhưng hình tượng có chút không quá khí phách vô hình đao cổ đại bộ phận tu sĩ đều nhìn không tới có biết hay không chân đạp hắc liên một bước một đen liên lên biểu diễn. Tại loại trường hợp này mà nói, quá vô danh. Vọng thiên, ta chỉ là vị ngũ phẩm tiểu tu sĩ, làm sao làm lớn phô trương. Thì mà lại, bạch tiền bối không có xuất quan phía trước, chúng ta không phải nói tốt rồi tạm thời không hiện thân sao. Mà lúc này, thực tiền yến bí cảnh bên ngoài, vị thứ hai huyền thánh hiện thân. Một cái lớn thải phượng theo không mà rơi. Ở trên có một vị cung trang phu nhân, cùng với một cao một thấp hai vị thiếu nữ. Bá Tống Huyền Thánh đã tới sao? Cung trang Mỹ Nhân vừa hiện thân, liền lên tiếng hỏi. chương 1410, dưa hấu chọc giận ngươi rồi hả? Dưa hấu ăn cơm nhà ngươi rồi hả? Cái này cung trang Mỹ Nhân đúng là ngày hôm qua tại Văn Châu thì cùng Tống Thư Hàng gặp nhau váy giải phu nhân, bên người nàng một cao một thấp hai thiếu nữ liền là lúc ấy tại Bạch Kinh Lộ bên trên làm tin tức tiểu cô nương. Các nàng đến từ chính thú giới lần này tới thực tiên yến lớn nhất mục đích đúng là cùng Bá Tống Huyền Thánh gặp mặt, hướng hắn lĩnh giáo ứng phó cửu u tà năng ô nhiễm pháp. Chẳng qua, từ nay về sau thời gian cung trang mỹ nhân biểu lộ đến xem, nàng đã hoàn toàn quên mất ngày hôm qua cùng Tống thư hàng gặp nhau quá trình. Vì vậy, nàng mới có thể vội vàng muốn cùng Bá Tống Thánh quân gặp mặt. Thú tu nhất mạch, Thanh Loan Thánh quân phong tình tiên tử, chào mừng ngài đến. Bí cảnh bên cạnh sớm có phía nam trường sinh kiếm tông trưởng lão đang chờ đợi. Lần này thực tiên yến, mỗi một vị, bát phẩm huyền thánh, thiếp mời, đều có đối ứng trường sinh kiếm tông trưởng lão nghênh đón. Cái này cung trang mỹ nhân, đúng là thú giới một vị uy tín lâu năm huyền thánh, nàng thánh hào thanh loan, phong tình là tên của nàng. Thải phượng cùng song long hoàng kim chiến xa cùng một chỗ, dừng lại ở trên hư không đám mây phía trên, tạm nhả hơi thở cung trang mỹ nhân mang theo một lớn một nhỏ hai thiếu nữ từ không trung đáp xuống. Xin hỏi bá Tống Huyền Thánh đã tới sao? Cung trang mỹ nhân có chút chờ mong hỏi. Trường sinh kiếm tông trưởng lão khẽ lắc đầu, bá Tống tiền bối còn chưa tới, bất quá lần này thực tiên yến, hắn nên sẽ không làm ra chỗ ngồi. Như vậy rất tốt, cung trang mỹ nhân nhẹ gật đầu, tiếp đó mang theo hai vị thiếu nữ, đưa lên ba tấm thiếp mời, tiến nhập thực tiên yến chỗ bí cảnh. Bên kia, cuồng đao tam lãng lại đem thu video gửi đi đến cửu châu nhất hào quần bên trong lần này tới chính là thú giới huyền thánh lại là một vị tìm đến bá tống thánh quân bá tống tiền bối người đến lúc đó xuất hiện nhất định phải chấn trụ toàn trường mới được a cuồng đao tam lãng nói để chống tài khoản tam lãng tiền bối đừng gọi ta tiền bối hãy được sợ tu chân giới ngừa thành công đứng trước bá tống tiền bối người đã là huyền thánh cảnh giới ta đây một tiếng tiền bối ngươi làm lên không nói cái này ta xem liên tục hai vị bát phẩm thánh quân đều tại tìm ngươi đến lúc đó bá tống tiền bối nếu như ngươi không thể trấn trụ tràng tử thực tiên yến bên trên nhất định sẽ có rất nhiều người tới khiêu chiến ngươi đoàn người đều muốn biết nghìn năm đệ nhất thánh sức mạnh cuồng đao tam lãng nói để chống tài khoản mọi người không cần lo lắng cho ta bọn hắn cùng ta không phải đồng nhất tổ ta đến lúc đó sẽ đi hai mươi tuổi tuổi trở xuống tiểu tổ đi cuồng đao tam lãng, tô thị A à thất, Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu. Có xấu hổ hay không rồi hả? Người đường nếm một vị huyền thánh, cũng tốt ý tứ đi ăn hiếp những cái kia 20 tuổi trở xuống tiểu khả ái. Bá Tống Đạo Hiếu cũng bị tam lãng bệnh lây bệnh sao? Thất tu Thánh Quân nói, thiên đạo phòng tối có thể theo căn nguyên bên trên phai nhà Tống Thư Hàng mấy người tồn tại cảm giác. Chẳng qua, Tống Thư Hàng, hạch tâm thế giới, lại có thể miễn dịch loại này, hóa trong suốt. Lúc trước thất tu thánh quân, lục tu tiên tử, tứ tu đều ngốc ở tống thư hàng hạch tâm thế giới, không bị hóa trong suốt, ảnh hưởng. Bất quá khi bọn hắn rời đi hạch tâm thế giới sau một thời gian ngắn, bọn hắn đối với tống thư hàng trí nhớ liền dần dần phai nhạt. Đến bây giờ, thất tu thánh quân cùng trong nhóm đạo hiếu, trong trí nhớ liên quan tới tống thư hàng bộ phận đã hoàn toàn hóa trong suốt. Không chỉ có là thất tu thánh quân, đã liền ngày hôm qua bị tống thư hàng theo hạch tâm thế giới phóng xuất ra quy tiền bối, thông nương, lý âm chúc mấy vị, liên quan tới tống thư hàng trí nhớ cũng mơ hồ rất nhiều. Chỉ là loại này trí nhớ phương diện phai nhà tương đối chậm chạp, liền bọn hắn bản thân cũng không có phát hiện. Được cái tống thư hàng buổi sáng hôm nay đã đem bọn hắn đưa về hạch tâm thế giới. Nếu không như tiếp tục tại ngoại giới ngây ngốc một đoạn thời gian, chúng nó cũng sẽ đem tống thư hàng hoàn toàn quên đi. Hiện tại ngoại trừ cùng Tống Thư Hàng cùng nhau nhốt vào, thiên đạo phòng tối, Vũ Nhu Tử, Tô Thị A Thập Lục, cùng với chẳng biết tại sao không bị, thiên đạo phòng tối, hóa trong suốt ảnh hưởng bạch tiền bối, cửu u thế giới bạch tiền bối bên ngoài, những người khác không sai biệt lắm đã đem Tống Thư Hàng đã quên cái sạch trơn. Để chống tài khoản, kỳ thật ta năm nay mới 18 tuổi chẵn coi như là tuổi mụ cũng mới 20. Vừa vận đủ xâm nhập cái kia 20 tuổi tuổi còn nhỏ tổ. Bá Tống tiền bối, người đừng náo loạn, lệ chi tiên tử nói. Để chống tài khoản, lệ chi tiền bối, ta thật không có ồn ào. Tống thư hàng vừa rồi rất muốn đưa vào, lệ chi mụ mụ, chẳng qua cuối cùng một khắc hắn cố nén tìm đường chết hồn. Trọng thương muốn chết hiến công, nếu như, ta là nói nếu như, nếu như bá tống đạo hữu thật là 20 tuổi trở xuống lời nói. Vậy hắn rốt cuộc muốn tham gia 20 tuổi phía dưới tiểu tổ. Còn là tham gia bát phẩm huyền thánh tiểu tổ hiến công cư sĩ sửa lại bản thân nickname. Hoàng Sơn tâm tính thiện lương mệt mỏi thật là muốn về hưu, cái này, chỉ sợ phải xem thực tiên yến đến lúc đó an bài. Lại nói, hiến công đạo hiếu, thương thế của ngươi còn chưa được sao? Đừng nói nữa, bất hạnh a. À. Hiến công cư sĩ thở dài, bế quan địa điểm phụ cận có người chơi quân sự diễn tập, lần này ngược lại không có bị nổ tổn thương, thế nhưng nổ lòng ta sợ. Đành phải lại dọn nhà, hiện tại thiên kiếp thương thế cũng còn không có bình phục để chống tài khoản không bằng thử xem bái xuống bạch thánh đây là vũ nhu tử phát biểu bắc hà tán nhân vội vàng nói không được a à, lấy hiến công đạo hữu số mệnh nếu như hắn bái bạch thánh lời nói nguy cơ cùng may mắn cùng tồn tại thời gian nói không chừng hắn liền chết tại nguy cơ bên trong trọng thương muốn chết hiến công vận may của ta giá trị còn có cứu sao cửu châu nhất hào quần trong không người trả lời cái này làm cho người ta lòng chua sót vấn đề nơi đây Cuồng đao tam lãng lại nói, lại có huyền thánh tới, lần này tới là người quen. Lần này tới chính là nghìn năm thứ năm thánh, đông qua thánh quân. Mặc dù là tân tấn huyền thánh, nhưng đông qua thánh quân phô trương một chút cũng không nhỏ. Chân hắn đạp một mặt 10 mét rộng tấm thuẫn đại kiếm, mặc trên người trói mắt hoàng kim chiến Giáp. ở phía sau hắn lơ lửng một chuôi kim sắc vỏ kiếm. Chuôi này kim sắc vỏ kiếm, là hắn công đức ánh sáng hiện hóa kim sắc vỏ kiếm tản ra nhàn nhạt công đức ánh sáng theo thể tích nhìn lại so với tống thư hàng công đức xà mỹ nhân cùng bạch tiền bối công đức đại thụ yếu nhược rất nhiều thế nhưng làm dưới ánh mặt trời chiếu sáng thời điểm mọi người mới có thể thấy vỏ kiếm bên ngoài còn có một cái trong suốt cự nhân cái kia cự nhân lấy vỏ kiếm làm trung tâm đem đông qua thánh quân bao bọc ở bên trong cự nhân đang tại không trung đi nhanh tiến hành vững vàng rơi vào thực tiền yến bí cảnh bên ngoài đông qua thánh quân chào mừng ngài đến chịu trách nhiệm đông qua thánh quân trưởng lão mỉm cười đón chào bá tống tới rồi sao đông qua thánh quân lộ ra anh tuấn dáng tươi cười trưởng lão khẽ lắc đầu nghìn năm đệ nhất thánh không hổ là nghìn năm đệ nhất thánh lần này đến đây tham gia thực tiên yến huyền thánh từng cái đều tại chú ý bá tống ha 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 đông qua thánh quân hạc hạc cười một tiếng tiếp đó mặt hướng volkswagen bá tống thực tiên yến bên trên chúng ta đại chiến một trận. Không muốn sợ, ai sợ người đó là dưa hấu. Đông qua thánh quân đồng giảng quên mất tống thư hàng bộ dáng. Chẳng qua có một việc hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn đã từng bại bởi nghìn năm đệ nhất thánh. Lần này, hắn bế quan đi ra, thực lực tăng nhiều, đang muốn lấy lại danh dự. Kết quả vừa ra quan, liền cách không bên trong, bá nho huyền ma, một cái nhìn là mang thai, đau hắn mặt mũi trắng bệch. Thù mới hận cũ, lần này thực tiên yến bên trên hắn nhất định phải lấy lại danh dự tu tiên trái cây ngũ cốc quần dưa hấu đạo trưởng ta có câu em em photoshop nhất định phải giảng dưa hấu chọc tới hắn dưa hấu ăn nhà hắn cơm dựa vào cái gì ai sợ người đó là dưa hấu lệ chi tiên tử ha 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 lục tảo chân quân sư huynh đánh hắn đánh cái rắm dưa hấu đạo trưởng nói đánh được hắn đã sớm đi đánh mật đào tiên tử lại để cho lệ chi xuất thủ hắc hắn lệ chi vừa vặn muốn tham gia thực tiên yến không thể trêu vào không thể trêu vào lệ chi tiên tử nói dưa hấu đạo trưởng u buồn thở dài ta có loại dự cảm bất hảo đông qua thánh quân câu này chết tiệt ai sợ người đó là dưa hấu về sau chỉ sợ qua không được bao lâu hắn muốn nhiều ngoại hiệu sợ dưa cửu châu nhất hào quần ta đến tam lãng chịu chết đi đông phương lục tiên tử tại quần có ích giọng nói lớn tiếng kêu lên ăn ta một kích chiến xa trùng kích cho ta triển vỡ cái này căn nhà nhỏ phòng ở nhỏ phòng ở chờ chút lục tử không muốn sằng bậy tam lãng không tại trong phòng hiện tại trong phòng chỉ có ta cùng vô danh cư sĩ cùng với vô danh a tiên tử cùng vô danh b bá tống tô thị a thất vội la lên tống thư hàng thần bí cư sĩ vũ nhu tử cũng chân trước vừa đến đông phương lục tiên tử chân sau liền lái xe đã tới nghe khẩu khí, nàng mở còn là chiến xa à. Tam lãng đây, đông phương lục tiên tử vội la lên. Trăng sáng bao lâu có nói, tam lãng đạo hữu đã đi, thực tiên yến, hiện trường đi quay chụp thu hình lại, vừa rồi hắn không phải tại trong nhóm phát ba đoạn huyền thánh xuất hiện hình ảnh sao. Ta đi, vừa rồi ta không có nhìn trong nhóm tin tức. Ta đây liền đi nghiền hắn. Đông phương lục tiên tử nói, chẳng qua tại triển tam lãng phía trước, ai có thể nói cho ta biết chiến xa muốn làm sao phanh lại ha ha, không biết phanh lại ngươi như thế nào đã tới tới đây, ngươi điều khiển chính là cái gì loại hình chiến xa. Tô Thị A thất vội la lên. Để chống tài khoản, đánh trước tay lái, ta nhìn thấy ngươi rồi, nhanh đụng phải, mau đánh. Tống Thư Hàng đứng ở cửa sổ thời gian, thấy được xa xa một cỗ, ẩn hình, lơ lửng, bọc thép chiến xa đang hướng bọn hắn chỗ phòng ở đánh tới. Không tốt, Đông Phương Lục Tiên Tử còn gọi là nói, tay lái đứt gãy. Trăng sáng bao lâu có, tắt máy còn tới kịp sao? Tống thư hàng, rút lui đi, phòng này coi xong, Tô thị a à thất cười khổ nói. Chạy mau Đông Phương Lục Tiên tử tư thế anh tuấn theo trong chiến xa nhảy ra ngoài, hét lớn. Oanh trên chiến xa phòng nhỏ. Phòng nhỏ lay động kịch liệt vài cái, rồi lại ngoan cường chống đi xuống. Tống thư hàng đứng ở cửa sổ, tay phải chống đỡ tại cửa sổ chỗ. Cương thủ, nhào ra kim cương thân Thánh viên Long lực thần công phát ra cùng một lúc. 11 cánh tay nâng nhau ra kinh điển viễn cổ thánh viên hiển hiện, ngồi sổm Tống Thư Hàng sau lưng vì chủ nhân trợ uy. Bọc thép chiến xa bị Tống Thư Hàng một tay chống đỡ. Lực pha đập độ so với Tống Thư Hàng tưởng tượng muốn nhỏ rất nhiều, hắn một tay có thể đơn giản ngăn trở xem ra, đông phương lục tiên tử ngoài miệng nói qua muốn triển dẹp tam lãng, trên thực tế lực pha đập độ cũng rất ôn nhu nha. Trong lúc đang suy tư, xa xa có mấy tia ánh mắt, giống như xuyên thấu không gian, rơi vào nơi đây. Bá Tống, Bá Nho, không có sai, song thánh hiệu, là thiên hạ đệ nhất thánh. Bá Tống Huyền Thánh, bại lộ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 108.